Yang Mamaka Aye Nawa Acha do thân khẩu ý tu hành diệu nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là tầng trời vô tưởng được mà hưởng an phước con hồi hướng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chung đến hầu mạch ngay có người làm phước được xài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báo cúng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Nam mô Bụt Đại Gia, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân đại đức Pháp Ra là từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy bát quan cai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân sư, chúng con cũng thành kính lãnh lễ tri ân ngài Liễu Tông đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng. Ngài Liễu Tông cùng chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng đã cùng giới Nhật Bình lễ bái tam bảo sám hối và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, chúng con thành tâm dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáp pháp Đức Phật vô tâm á, được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng và phước này đến với chư tôn đức. Nhật Bình xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gautama. Nam mô Bích Tha Giá, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ngài Liệu Tông cùng chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Nhật Bình kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, Nhật Bình kính chào anh chị Phan Quang Liêm và tất cả quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình đắm tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được ngài Liễu Tâm giảng giải những câu hỏi trong đạo tràng. Và Nhật Bình kính mời quý anh chị em đạo hữu có thể chuẩn bị những câu hỏi chắc lên, hoặc có những câu hỏi có thể đưa bàn tay để hỏi ngài, để Nhật Quỳnh được học qua những câu hỏi của quý vị. Nam mô Bích Tha Giá, kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh cung thỉnh pháp sư. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Ramma cha lo ka thi ba ti sa ham ba ti ka tan cha li an thi wa rang a ya cha tha san ti tha sat tap ba ra chap kha cha ti ka de se tu tham mang an u kam vi mang ba chang sa tham ma phe vi ra yan cha ka yan suat tan cha bang thang a phi tham ma cham mang a cô ta dặn tơ ta tư sát cha đặng đăng bập bở thà này dê bà đi xa và mạch chê.
Hàng thiên vẫn ngầm người khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Việc lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hưu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối khâm mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, dạ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Liễu Tông từ bi hoan hỷ đăng đàn để thử âm thanh ạ. Con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Tát Xà Pha Hoa Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Xà. Nam mô Tát Xà Pha Ga Hoa Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Xà. Nam mô Tát Xà Pha Ga Hoa Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Xà. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bà Chư Tô Hề Giả Kinh Thư Chư Con Sư Nam Sư Nữ Đồng Đạo Tràng. Hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bồ Tát Gia. Nam mô Bồ Tát Gia. Dạ con và đạo tràng nghe âm thanh ngài rất là tốt. Dạ con thấy quý vị cũng nghe âm thanh của ngài tốt. Dạ bây giờ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, mời quý vị có thể đưa những cái bàn tay xinh đẹp của mình lên, hoặc là có thể đưa những câu chết chát khi Nhật Quỳnh sẽ đọc, trong khi chờ đợi có vị nào có thể làm thị giả cho ngài. Trần Đạo hôm nay có thể làm thị giả cho ngài không? Nếu được thì Nhật Quỳnh kính mời bàn tay Trần Đạo và mời trong đạo tràng quý huynh vị nào có thể làm thị giả cho ngài thì xin đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên ạ. Và xin mời những câu hỏi trong đạo tràng ạ. Dạ con chưa có thấy có câu hỏi nào, con xin được hỏi mở hàng. Dạ mong rằng con xin sám hối với đạo tràng. Dạ con xin sám hối với đạo tràng. Trần Đạo xin lắng nghe. Dạ. Dạ bạch ngài con cho con hỏi. Câu đầu về vào đạo tràng. Dạ mong rằng câu hỏi của Nhật Quỳnh thì quý vị chuẩn bị sẵn sàng để đưa bàn tay hoặc là đưa những câu chết chát ạ. Dạ bạch ngài, hồi sáng này ở lớp học của Thái Thâm Má con học bài 12. Kinh đại đại kinh tư sư tử hống thì con nghe quý ngài giảng này, con tự nhiên con phát ra cái kỹ như vậy nha bạch ngài. Những vị mà tu hồi thời Đức Phật thì chứng thần thông, nhưng mà có chứng thánh không bạch ngài? Thí dụ như thời đó có những vị có thần thông nhưng rồi cũng hoại. Hai đời hiện tại cũng có những vị, con thấy cũng có những vị tu thiền cũng rất là lâu năm, rồi cũng bị nữ nhân kéo ra đời. Thế vậy khi mà con thấy mình tu tập mà thiền cũng rất là khó khăn mới có thể chứng đắc được. Nhưng mà khi đã có chứng được một quả vị thiền nào đó thì lúc đó mình đã hiểu được rõ ràng về mà về thánh đạo chưa, để mình có thể thoát khỏi được cái những cái mà những cái ác nghiệp mà mình có thể, ví dụ như mình có thể làm tạo những tội, hoặc là những cái ví dụ như mình phải ra đời. Con không nói không được trôi chảy cái câu này mà con nghĩ chắc ngài hiểu được. Dạ con cung thỉnh ngài, ngài chỉ dạy con là
Cuối cùng là khi đã tu chứng thiền rồi thì đã có chứng thánh hay không ạ? À? Còn kính nhân mít đến ngày. Nam mô Bố Tha Gia, kính bạch chư tôn hành giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự đắc thiền chưa hẳn là đắc thánh, nhớ chuyện đó. Điển hình là Đề Bà Đạt Đa đó, Đề Bà Đạt Đa đó. Chứng thiền mà có ngũ thông nữa chứ không phải thiền không, nhưng mà không có chứng thánh. Đó là lý do tại sao khi mà xúc phạm đến Đức Phật thiền nó hoại liền, thiền hoại lúc đó liền. Thành ra này, còn những người khác cũng vậy, nếu đắc thiền mà gặp mấy cô mà eo eo lại mà ái dục vẫn nổi lên là có khuynh hướng là chỉ đắc thiền chứ không có đắc thánh. Còn có thể có những cái gì có đắc thiền mà đắc thánh nữa, nhưng mà cái chuyện mà xả y đi theo mấy bà thì vẫn có thể xảy ra đối với những bậc sơ quả và nhị quả. Còn cái vị mà đắc tam quả rồi có thần thông hay không có thần thông, thần thông đi nữa thì không bao giờ có chuyện mà rời bỏ chất y này đó. Có thể là họ đắc lúc họ còn là cư sĩ, nhưng mà họ không tu thì cũng không sao. Nhưng mà khi mà lỡ mà đắc tới tam quả rồi, mà nếu là có vợ rồi thì cũng kêu vợ đi chỗ khác chơi, không có cái vụ mà ấy. Thành ra chuyện đắc thiền với đắc thánh này nó khác nhau. Có gì đắc thiền mà không đắc thánh, có gì đắc thánh mà không đắc thiền, có gì đắc cả thiền và đắc thánh luôn. Nhưng mà đắc thiền đắc thánh mà xả y đó thì có thể hiểu được là sơ quả nhị quả, nhưng mà tam quả trở lên thì không có nghĩa là không thể gì người phụ nữ mà xả y được, thà không tu trước đó. Thành ra quý vị nên nhớ mỗi cái pháp nó khác nhau. Đa số thời Đức Phật đó là những bậc mà được gặp trực tiếp nơi Đức Phật, tiền thường họ đắc đắc thánh, mà cũng có thể đắc thần thông hoặc không đắc thần thông. Cũng giống như ngài à, Chí thì ngài chỉ đắc thánh, nhưng ngài không có đắc thần thông, không có đắc. Thành ra đó là những trường hợp cho chúng ta thấy đắc thiền là một chuyện, đắc thánh là một chuyện, đắc cả thiền cả thánh là phải dùng cái nguyện lực rất là mạnh. Nam mô Bố Tha Gia. Dạ, yeah, sa thủ, con thành kính tri ân ngài. Con nghe được mới hiểu được là mặc dù đánh nhị quả vẫn còn phải ra đời. Dạ, yeah, điều này con mới biết. Con cứ tưởng là đắc thánh thì không còn cái tình trạng đó nữa. Dạ, yeah, con cái nét con có vấn đề và con xin xuống. Nam mô Bố Tha Gia. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhục Quỳnh không? Cho Nhục Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, cái nét con nó có chút vấn đề. Dạ, cảm ơn. Dạ, kính cảm ơn cô tu nữ Phúc Hạnh. Cảm ơn đạo tràng. Dạ, Quỳnh Hà ơi, Nhục Quỳnh thấy Quỳnh có chút máy đó. Quỳnh có câu hỏi nào không? Thì xin đưa bàn tay của mình lên đi. Nhục Quỳnh xin nhường mic ạ. Dạ, Quynh có câu hỏi không Quynh? Dạ, cảm ơn Như Cánh Chánh Kim Trời đã cho câu hỏi. Còn 30 giây, còn cho chữ nó to to lên một chút. Kính bạch ngài, khi nói tu tâm nhưng tâm sinh diệt rất nhanh, vì ý nghĩa của tu tâm là gì và hành như thế nào thưa ngài?
Nam mô Bích Thà, dạ con kính dâng bích đến ngài. Nam mô với thời gia kính bạch chư tôn thì dạ kính thưa chư quý vị, nó sinh diệt là chuyện của nó, nhưng mà mình tu là chuyện của mình chứ. Tu tâm có thể là tu thiền, với thiền là công việc làm của tâm, mình đừng để phiền não chen vô, cái đó là tức là tu. Hoặc là tâm mình có phiền não, mình cố gắng mình quán xét để biết cái phiền não đó như thế nào, thì cái đó gọi là tu tâm theo thiền tứ niệm xứ. Trong thấy thiền tứ niệm xứ, niệm tâm quá niệm xứ, tâm có tham biết có tham, có sân biết có sân nữa đó. Cái đó là hình thức tu để làm cho tâm nó trong sạch. Còn muốn biết tu như thế nào, hành như thế nào để kiếm được đường thiền chứ. Chúng ta nói rồi, chúng tôi không có dạy cái cách thiền ở trên bao thoát này được, bởi vì chúng tôi không biết quý vị là ai, không biết quý vị chuẩn bị tới đâu, mà chúng tôi chỉ là quý vị mới vô thì là hành giả họ đề họ lý họ trần, nhưng mà ra khỏi cái pháp hành nó thành thành giả họ tôn là thiền ghê lắm. Hành thiền mình có thầy ở xá ông thầy để ông có thể vừa phụ giúp để mình tránh được những cái lỗi lầm rất là sơ đẳng đó. Khi nào tới cái mức nào đó rồi thì sư cũng cho mình ra tự hành mình được thì mình nên làm, còn nếu không là phải nương nhờ với thầy cho tới tối thiểu để hành thiền thể mình sát thứ tư, hoặc ít nhất là đắc 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 thiền chỉ người ta mới có thể dẫn dễ dễ vui được, chứ còn nếu không rất là nguy hiểm. Nam mô Bích Thầy á. Dạ sa thú, con thấy như cánh chim trời đã sa thú kính tri ân ngài rồi. Và dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời quý vị anh chị em đạo hữu trong đạo tràng có thể đưa những bàn tay của mình lên, cũng như có thể có những câu chết chát ạ. Dạ, Nam mô Bích Tha giá. Dạ, theo câu hỏi của như cánh chim trời, dạ con nghĩ ra một điều, con cung thỉnh ngài chỉ dạy cho con. Ví dụ như tu thì cái này con thấy có hơi tham, có nghĩa là mình tu làm sao, tu cách nào, ngài chỉ dạy cho mình tu cách nào có thể là mình vừa có thiền mà mình có đạo quả. Tại vì nếu mình chuyên mình tu thiền không thì con thấy như ngài nói thì mình vẫn có thể, nếu mình đắc thiền thì mình có thể tạo ra những cái ác nghiệp, mà nếu mà mình không tu thiền thì mà sao mà mình có thể chứng đắc được bậc ngài, ít nhất là quả tu đầu quần. Và ngài chỉ dạy dùm con làm sao, cách nào. Và cảm ơn Quang Việt, để có thể là mình vừa có thể đắc đạo, có nghĩa là mình phải hiểu được lời Đức Phật dạy mình để mình không có tạo ác nghiệp đó bậc ngài. Con kính nhân bích đến ngài, ngài chỉ dạy dùm cho con ạ. Nam mô với thầy giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, cái đó cần phải chia tới cái ba la mật của mình với cái thiền nghiệp của mình. Nếu trong nhiều đời nhiều kiếp mà mình học liên quan tới thiền tứ niệm xứ thì kiếp này mình có thể đắc cái đó, hoặc có thể đắc thiền thêm nữa. Nhưng mà nếu mình trong nhiều kiếp mình chỉ tu nháp, tức là mình không có hệ tới thực tính pháp nhiều, thì kiếp này có hên lắm là mình chỉ đắc thiền chỉ mà thôi. Nghĩa là thừa đất thiền chỉ. Nhưng mà còn cái chuyện mà cái nghiệp của mình đó, nó như thế nào đó thì cái đó là lại cái việc khác nha. Bởi vì nếu mà mình không có những cái kiếp nào mà mình hành, ví dụ mình thường thường mình hành hay là mình làm một cái thiện pháp nào đó, thường thường mình nguyện mình hay thòng thêm cái câu là để kiếp sau được vậy được kia đó, trước khi đắc đạo quả được có được cái này cái kia đó, thì cái đó là chắc chắn là mình có thể mình bị rơi rớt dọc đường ghê lắm. Tại vì đó là mình tạo cho mình cái chủng tử để mình luân hồi. Mà thường thường đó, mình là phạm nhân, mình sanh lại dầu rằng mình có là phạm tâm nhân đi nữa, có khả năng hành đắc thiền đi nữa, nhưng mà nếu mà cái khả năng mà để ra tận diệt cái dục ái của mình không có đó, thì rất cơ hội rất là nguy hiểm. Chẳng nói tiếng nào đó nha, cơ hội đó rất là nguy hiểm. Bởi vì cái dục ái của mình đó,
nó là cái giống như một cái công cụ mà làm cho mình sa ngã, làm cho mình sa ngã. Thành ra cái người mà có thể nghĩ mình thoát khỏi luân hồi được đó, cái gì đó nhất phải là tam quả, tức là về tận diệt về dục ái rồi, thành ra không trở lại cõi dục nữa, thì cái những cái sự lôi kéo về phương diện đó nó hiếm, nó không có thì đúng hơn. Nó hai cái người mà về được dục ái rồi đó, cái năng lực của thiền chỉ nó rất là mạnh, cái năng lực của định nó rất là mạnh, thành ra cái ngay cái bậc tam quả đó rõ ràng chỉ hành thiền minh sát để đắc tam quả, nhưng mà khi mà cái gì đó chết đó chắc chắn là phải sanh về cõi cõi, cõi thiền, chứ không nói tiếng nào đó, tối thiểu phải là cõi thiền sắc giới thứ nhất, cõi nhất thiền đó, là tối thiểu. Còn nếu có thiền có gì thì tùy theo bậc, nếu mà có những lời nguyện khác nó có thể gì sanh vào cõi ngũ tịnh cư cũng chừng, thành ra khi mà mình lên trên đó rồi đó mình mới thoát được, chứ còn mình còn ở với lang thang với cõi dục này đó rất là nguy hiểm. Nếu mà chưa đắc thánh thì vẫn có thể bị sa ngã như thường, dầu rằng mình không có thể nổi, mình tạo cái nghiệp mà nặng nề để mình đi xuống bốn đường ác đạo, nhưng cuộc sống nó không có thăng hoa tiến bộ như giống như mình muốn đâu nha. Nó thành ra nó không phải dễ, quý vị nên nhớ là đắc sơ quả nhị quả đó vẫn còn có cái ý muốn đó, thành ra như bà rất nhiều vị quý vị thấy không, rất nhiều vị đắc xả đó mà vẫn có gia đình con đóng con đề, chứ mà nói là có gia đình mà biểu đình đó mà biểu cái tâm thanh tịnh làm sao được, nó đủ chuyện làm cho ấy được đó. Thành ra cái điều kiện của mình là mình phải gặp được Phật pháp là phải học cả hai đó, học cả hai như lời Đức Phật dạy đó, thì kheo có hai phần sự phải làm, một là khanh thả thú rá tức pháp học, hai là quý bạch sa na thú rá là pháp hành, mà hành đó là quý bạch sa na thú rá đàng hoàng, chứ không phải là thiền chỉ thiền đồ. Thiền chỉ là cái chuyện, là chuyện chơi thôi, bậc trí không có tán dương, thấy không? Bởi vì nếu mình có khả năng mình là tầng người tâm nhân, mình sanh ra trong cái thời buổi có giáo pháp Đức Phật về, thì cái chuyện mà mình hạ thủ công phu để đắc thiền nó dễ chứ nó không có khó à. Nhưng mà tại vì mình không có, thường thường đa số ngay cả cá nhân mình cũng vậy, mỗi lần mình nghĩ là nên nên hành thiền minh sát là tốt hơn, dầu rằng mình không biết danh sắc là gì đó, mình không biết tâm sở sắc niết bàn là gì, mình không biết à. Nhưng mà nó theo một cái chiều hướng của xã hội, cái đó là nó quay à. Nó hồi xưa đó, thí dụ như cô Nhật Quỳnh làm trong Bo Tát lâu rồi biết đó, cách đây vài năm đó mình nghe nói tới chỉ gì pháp nó rất là xa lạ, nhưng mà bây giờ lên YouTube mở ra nó đầy dẫy hết, nên nó giống như một cái gì đó mà nó hấp dẫn người ta, đầy dẫy hết đó. Để từ Mỹ Tây tới Việt Nam, nghĩa là đếm lên đếm xuống không có dưới 30 cái website mà nói gì có dạy thiền, có dạy gì gì pháp luôn đó. Đó, nhưng mà đa số thì chỉ dạy căn bản, dạy gì danh từ nhiều hơn là dạy để cho mình có thể mình hành được cái gì hơn. Đó, nó mình học cái kiểu đó, nó cái sự mà tiến bộ trong cái con đường luân hồi của mình đó, nó hiếm ghê lắm, nó hiếm ghê lắm. Đó, chúng tôi từng thí dụ hoài ông thầy Đức Phật còn tại thế đó, ngày nào ngày cũng đi thiền bình cùng với hàng ngàn chư vị tứ thánh quả, chứ không phải là vậy mình nói thánh tăng này không không kể nhiều lắm, không có kể, nhưng mà có bao nhiêu để bát dân ngài thì nhiều lắm, nhưng mà có bao nhiêu người đắc đắc đạo quả đâu, vì để rồi mỗi lần ngài thuyết một hai mạng đắc đạo quả lọt vào giọng trí ngài thuyết cái bài đó, nhưng mà đa số là do chư thiên đắc nhiều, cái gì cứ nghĩ vậy thì biết. Tại nó mình làm người nó có nhiều cái ưu điểm, nhưng mà thật sự ra đó cái mà để mình tiến tới cái nơi đó, cái sự thanh tịnh của người nó không có bằng đó. Nó có nhiều cái chuyện mà nó ấy lắm, thành ra mình phải quyết định là mình phải hạ thủ công phu giáo pháp Đức Phật, bây giờ giàu còn khoảng 2.000 năm nữa đi, nhưng mà phải quyết định nó có con số đàng hoàng đi, hay cái phần trăm đàng hoàng đó, thì mình mới có thể mình có pháp tiến bộ trong khi những kiếp về sau. Chứ còn nếu không á, bảo đảm quý vị nhắm mắt rồi mở mắt ra giống như người mới tới, chứ không phải là còn nhớ, không có nhớ gì đó,
mà khi không nhớ là bắt đầu lại từ đầu thì con người ta bắt đầu nản, chứ làm sao bắt đầu lại từ đầu mà không nản nè, đó nghe không? Nó mình vô chùa mà nghe ông sư ông giảng bài bài pháp, mình lơ mơ mơ màng màng, mình giảng câu kinh rất cứu, mình cũng không có ăn nhậu cái gì hết, là mình biết là mình giống như người mới tới rồi. Dù rằng bao nhiêu năm mình có sanh ra, mình gặp hết Đức Phật này Đức Phật nọ, đừng nói gì đó, trong cái luân hồi của mình tệ lắm, mình phơi qua trên 3 triệu vị Phật khác nhau như vậy rồi đó, mà mình giống như người mới tới thôi, là nó ráng tập đó. Từ đầu mà chúng tôi vô room này đó, chúng tôi nói là quý vị ráng đi trong hạ thì nhớ thuộc lòng chục câu tới đây, mà bây giờ bỏ đã hỏi lại chắc chắn là ngài trưởng lão nghe chắc ngài buồn lắm á. Học rồi quên rồi, học đâu quên đó. Đó. Nhưng mà đi ngang chợ nghe chúng chửi lộn nhớ 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 rành rọt đó, kể lại cho người ta nghe hay hơn hơn người ta chửi nó, là nó người mình nó cái tâm mình luôn luôn nó xấu xa vậy đó, thành đâu có gì nên cố gắng. Nam mô tha giá. Dạ, sa thủ, con thành kính tri ân Ngài. Và con cũng xin ghi nhớ ngài, lời Ngài dạy, cố gắng nhiều hơn nữa để có thể tạo được cái thiện pháp, sớm thoát khỏi cảnh khổ tái sanh luân hồi. Và một lần nữa, con thành kính tri ân Ngài. Và một lần nữa, Nhục Bình kính mời quý vị, mời đạo tràng. Dạ, cảm ơn bằng tay Giang Nhất Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Liễu Tông, Sư Pháp Trang, Quý Tăng, Quý Cô Tu Nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, thưa Sư cho con hỏi một câu, hôm hôm trước con có nghe Sư giảng về cái cận tử nghiệp đó Sư. Khi mà khoảng là khi mà cái lộ cận tử mình khoảng 3 tới 5 phút trước đó mình có thể mình nhận thấy những cái cảnh kế tiếp đó, thì sư có cách nào chỉ cho mình để mình biết cách mà vững tâm trong cái lúc đó, tại vì cái con thấy cái điểm này nó rất là quan trọng, tại vì nhiều khi mình tu tập hay là mình hành thiền hoặc làm những cái chuyện mà công phu mà làm sao mà giữ cho vững tâm cái lúc đó để mình có thể mà cái tâm tục sinh mà nó đi tới được một cái kiếp, nó hướng tới cái kiếp mà tốt hơn đó. Sư có thể chỉ rõ cho tụi con cái điểm này chút xíu. Dạ con xin tri ân sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa cho quý vị. Thì mình cứ tập chứ mình không có tập thì ai giúp mình được? Cái lộ cận tử thì nó phát sanh rồi thì không ai giúp được mình cả. Thì mình tập cái gì? Cái dễ nhất là sáu phương pháp tùy niệm đó, là liên quan tới là tâm bảo, liên quan tới niệm thí niệm giới này kia em chụp. Còn những cái phương pháp sau thì để hành thiền đắc này đắc nọ đó thì mình không miễn bàn, tại vì nhiều khi cái quan là mặt mình chưa tới đó. Thì cái mình tập thí dụ như tối trước khi mình ngủ vào mình bất cứ cái lúc nào rảnh đó, thì mình nghĩ tới ân Đức Phật, ngài chính ân đó, ta ráng cố gắng nhớ hết, nghĩ tới ân Đức Phật hoặc ân Đức Pháp, ân Đức Tăng hoặc là niệm giới. Thì mình nghĩ cách nào tối ví dụ trước khi ngủ mình nghĩ là mình đã thọ ngũ giới ngày nay rồi, mình có giữ được trong sạch hay không, hay là mình không có nhớ gì hết rồi này kia em dùng mình giữ cho có lệ thôi, hay là niệm về thí mình cho người tới chùa giúp cái này giúp cái kia hay bố thí cái gì gì đó, tối đó mình có nghĩ là không, hay là tối đó mình chỉ nghĩ mình mua sắm sửa đàng hoàng vô mấy ông sư cảnh bơ à. Thường mình nghĩ cái vậy đó, thì làm sao mình có được cái cần tư nghiệp tốt được đó. Cái đó là những cái nó giúp mình ghê lắm mà mình không có biết cách để mình làm cho nó có năng lực đó. Thì bây giờ còn thường cái lộ cận tử nó phát sanh là mình đi rồi, nhưng mà cái lộ cần cần cái thời gian cận tử đó, khi mà nó phát sanh đó thì thường cái lúc đó mình còn có thời gian để mình sửa chữa hoặc chuẩn bị được. Ví dụ lúc đó là mình cái gì mà mình làm thường xuyên từ hồi nhỏ lớn bây giờ đó, là mình
lôi nó ra được để mình nhớ tới nó đó, thì nó giúp cho mình với gì đâu. Còn này lúc đó mình nghĩ gì cũng không ra đó, tại vì mình có tập đâu mà nghĩ ra, tập cho khi nào nó rõ ràng nó tới đó. Nó giống như trong kinh có kể cái câu chuyện có cái vị mà phụ nữ đó đắc sơ quả rồi, nhưng mà có ông chồng mà tà kiến đấy à. Hãy ai làm gì thì bà cứ Nam Mô Bụt Thầy Giá thôi, ai chửi cũng làm gì làm gì nhiều thôi đó. Thành ra ông chồng ông bữa đó ông mời mấy ông nghèo, mấy ông tu sĩ nghèo đó, không có quần áo mặc đó. Nói là cấm bà không được nói đó. Cái bà hứa rồi, cái bà bưng đồ đi để dâng lời khách cho chồng, bà bưng lên tự nhiên bà dốc ghé cái bận Nam Mô Bụt Thầy Giá đó. Chồng giận quá, còn mấy cái ông mà đạo nghèo khổ đâu bỏ đi hết, chồng giận quá ông đòi nện bà. Bà còn đã vậy bà đưa đạo biểu nện đi đó, bà đâu sợ. Bởi vì bà biểu nện ông chồng tức quá, nện vợ thì không dám, chạy vô kiếm Đức Phật, bởi vì biết bà học trò Đức Phật mà, do hỏi viết cái gì để cho cái tâm nó được thanh thản. Ông nghĩ vậy là ông nói viết vậy, tức là ông nghĩ là Đức Phật cho nó là viết cái người nào làm cho mình sân hận để tâm thanh thản. Đức Phật nói dễ lắm, muốn tâm thanh thản thì viết cái sân hận trong đầu mình đi. Không, cái ông nghe cái ông quảng hồn cũng nói chết chết chết, đúng là Đức Phật nói y chang. Nên nếu mình tập tới cái mức đó đó, chết không sợ nó đâu. Sẽ cùng mình đó, thương mấy giật mình cái quên hết. Thành ra khi lậu quần tử nó thấy những cảnh giới ghê gớm lắm chứ bộ quần tử này. Thì theo nghiệp của mình, nghiệp mà nó theo kịp, có những cái nghiệp mà nó theo kịp rồi đó, là dù mình thấy cả một cái vùng âm u là lúc đó mà cái lậu quần tử nó tới là mình sanh lòng ngạ quỷ là chắc. Hoặc là mình thấy rửa trái rồi này kia sùm mà mình không có một cái đối tượng nào để mình kéo vô mình thay thế thì chắc mình lọt xuống liền, cháu nói rồi đó. Đó là những cái là mình phải tập tập để cho nó thành một cái thường cận y duyên, nghĩa là ai làm gì không biết mà làm sao trong đầu mình lôi ra ân Đức Phật, ân Đức Pháp mà tu đầy đủ, chứ không phải là nhớ A-la-hán mà không biết A-la-hán là cái gì đó. Đó, giống coi kể chuyện của bà đó, cả đời bà niệm niệm bên niệm cái đó, đó người ta nhà nhà nói bà bữa đó bà mơ mơ màng màng, bà sắp đi đoàn tụ lại nói bà ơi hằng ngày bà niệm gì, bà ráng cố gắng bà niệm cái đó đi. Nói có tôi có nghe ngài dạy cái đó rồi, hỏi bà niệm gì, bà cứ bà nói tối ngày tôi cứ niệm hả rồi ăn, hả rồi ăn, hả rồi ăn, thì lúc đó cái tâm hồng hành nó giúp để diệt lậu căn tử được, thấy không? Nó bởi vì niệm mà con không biết mình niệm cái gì nữa đó, mình nên nhớ những cái chuyện như vậy để biết rằng mình phải tập đó, trong thời gian hàng ngày mình tập, nhất để cho nó dính mắt mình tập, để khi nào mình ra đường đó, nó mà lái xe nó tạt ngang cái đầu của mình, cái mặt trước mặt mình đó, mà mình vẫn niệm Phật được thì lúc đó mới biết là mình ngon nha. Chứ còn là trước khi niệm Phật là phải niệm mấy mấy chữ gì đó, mấy chữ gì người ta thường ta nói tiếng Đức tiếng gì đó, thì cũng như không, tâm đâu có năng lực đâu, thì ráng tập đi, tập cái gì mà mình là thiện pháp mà mình có thể dính mắc được thì nên tập. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ sa thủ, con thấy Vinh Giang Nhất Hà đã sa thủ tri ân ngài rồi. Dạ con cũng thành kính tri ân ngài đã giảng dạy câu hỏi của Giang Nhất Hà, cũng cảm ơn câu hỏi của Giang Nhất Hà giúp cho Nhật Vinh hiểu thêm mình phải tập cái gì để cho nó thường cận ý duyên. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nhật Vinh kính mời đạo tràng, mời bàn tay quý vị cũng như mời những câu chết chát ạ. Dạ một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời quý vị ạ. Dạ con chưa thấy câu hỏi, con xin phép hỏi một câu nữa bạch ngài. Dạ bạch ngài, hôm trước con học kinh Trung Bộ bài chính chánh tri kiến, thì con nghe quý ngài giảng
Con cũng có một chút thắc mắc mà con không có tiện hỏi. Ở đây bây giờ không có câu hỏi, con xin hỏi Ngài chỉ dạy cho con. Có cái câu nói như vậy bạch Ngài, thí dụ như nếu ai đó mà nói theo cái hệ phái phái này á mới là chánh kiến, theo hệ phái khác thì là tà kiến. Dạ, như vậy cũng chưa gọi là đúng, chưa gọi là có chánh kiến. Vậy cái câu hỏi của con là hệ phái nào đó, thí dụ Nguyên Thủy hay là Phật giáo mở rộng gì đó, thì ai cũng nói mình là theo chánh kiến. Nhưng mà biết làm sao để gọi là chánh kiến bạch Ngài? Và con có nghĩa là mình nghe được lời Phật dạy và mình hành theo được lời Phật dạy đó. Và con cung thỉnh Ngài, Ngài chỉ dạy cho con, là con kính dâng bích đến Ngài. Nam mô Bụt Thầy dạ. Nam mô Bụt Thầy dạ, kính bạch chư tôn hệ dạ, kính thưa chư quý vị. Đức Phật dạy tại vì mình không học theo Đức Phật thì mình không có nghĩ ra những cái điều mà rất là đơn giản. Nhưng mà muốn nghĩ ra những cái điều đó thì phải học nhiều chứ không phải học ít. Đức Phật dạy khi nghe rồi không nên tin mà cũng không nên bỏ. Hãy đem cái điều mình vừa nghe đó so với luật hoặc so với pháp. Nếu đúng với luật và đúng với pháp thì nên tin, mà không đúng với luật, không đúng với pháp thì bỏ, quăng bỏ đi. Thành ra mình muốn người là người có chánh kiến thì mình phải có khả năng đầy đủ về cái pháp học, để mình có thể biết cái điều mà ta nói đúng là lời của Đức Chư Phật hay không, hay là không đúng. Đúng thì nghe tin, giữ lấy tin, giữ lấy để hành. Còn nếu mà không đúng thì bỏ, không có gì hối tiếc cả. Đó là những cái điều mà mình nghe hoài mà đều mình không có để ý. Cái thứ nhất, cái thứ hai, có thể cái pháp học của mình không được nhiều. Thành ra mình không biết đường đâu mà là luật là cái gì mà pháp là cái gì. Quý vị nên nhớ đó. Nghe xong phải đem mà đối chứng với luật và đối chứng với pháp. Nếu đúng với luật, đúng với pháp thì nên tin, mà không đúng thì quăng bỏ. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, sa thủ con thành kính tri ân Ngài đã giảng dạy câu hỏi của con. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá. Nhục Quỳnh mến chào Nguyên. Trang mình dạ, bây giờ một lần nữa Nhục Quỳnh kính mời đạo tràng. Dạ, mời những bàn tay và mời những câu kết chát ạ. Dạ, quý vị ơi, một tuần lễ mình có được một ngày thôi, nên có những gì thắc mắc có thể đưa lên để đạo tràng chúng ta được Ngài Liễu Tâm giảng dạy và mình cùng nhau học hỏi để mình có thể sửa sai. Dạ, đối với bản thân Nhục Quỳnh, Nhục Quỳnh thấy sai rất là nhiều luôn. Dạ, sai rất là nhiều. Nên Nhật Quỳnh rất là mong câu hỏi của quý vị để Nhật Quỳnh có thể sửa sai ạ. Dạ, bữa nay con mở hàng ế quá. Dạ, nếu vậy con xin hỏi nữa. Con xin hỏi nữa. Dạ, kính mời quý vị nha, quý vị nha. Đừng cứu Nhật Quỳnh nha. Dạ, một ngày, có một hôm con nghe một vị đó giảng mà con trong lòng con cũng bán tín bát nghi. Bán tín bát nghi có nghĩa là ví dụ như ở Việt Nam đi, ở chùa Việt Nam đi, thì bây giờ phải Phật tử, ví dụ như ngày đó trai tăng, hoặc là có Phật tử người ta gửi trai tăng, thì những vị ở trong chùa có thể là đi chợ mua những vật thực còn sống, mà thí dụ như thịt cá gì đó, mặc dù nó đã chết rồi, nhưng mà mình phải mua về mình nấu, nó mới chín. Dạ, nhưng mà cái vị này nói á, nếu mà mình mua như vậy, mình đem về chùa mình nấu á, thì mình vẫn ăn những con, vẫn ăn thịt sống. Ngài có thể, Hồ Nguyên Trang lái xe hả? Thôi cứ yên chí lái xe đi nha. Chừng nào có thể thì hả, đưa tay đừng có lật đật ngang những Nguyên Trang nha. Thì như vậy á, thì ví dụ như con đi, mà con đi chợ thì con cũng phải mua những cái vật thực sống về con mới chế biến ra để mà như tăng và Phật tử. Bạch Ngài, như vậy thì con có phạm vào cái tội sát sanh hay không?
Tại vì đó là mình vẫn ăn thịt sống và mình vẫn phạm giới sát sanh. Như vậy con không hiểu như thế nào là đúng, con kính dâng mít đến Ngài, Ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch Chư Tôn Hạnh Giả, kính thưa thưa quý vị, muốn biết có phạm giới sát sanh này không thì đem chi ra mà đọ, chứ còn mình nói vậy không được. Chúng sanh có thức tánh, biết chúng sanh có thức tánh, có tác ý giết ra tài giết cho chúng sanh để chết, vật biểu người tài giết. Vì vậy nên nhớ đem chi ra mà cho giờ về nó như thế nào, chứ không phải mình ra ngoài chợ mình mua đồng ý, nhưng mà phải phải thuộc loại là tam tịnh nhục, tức là không nghe người ta giết để cho bữa nay mình ra mua, hoặc là mình đặt bữa bữa hôm qua nó có nhiều nhiều chuyện vậy. Xin lỗi chị họ và cha trước. Mình có để chính giờ như một số trường hợp vậy, khi mình ra đó mình thấy dầu thịt nó còn tươi đi nữa, nhưng mà mình đâu có tác ý giết, mình đâu có biểu người đó giết, phải không? Thì mình cứ mua thôi, nếu mình vẫn là cái sĩ giữ năm giới thì mình cứ mua về mình nấu thôi, chứ có gì đâu. Chỉ có trường hợp chư tăng thì giết hay không giết cũng mua không có được, tại vì chư tăng mua đem về nấu nướng thì nó không đúng rồi, không đúng. Chư tăng giật mà tới tay vừa gửi của chư tăng thì bỏ cho miệng nhai liền được thì mới đúng, chứ không làm này làm nọ không được. Nó thành ra chuyện mình đi ra mua đâu có gì đâu phạm giới, nó không có gì phạm giới đó. Nhưng mà đừng có nói tới nói lui để ngày mai thôi, bữa khác mình có thể mình dính. Ví dụ mình nói là thịt của chị tươi, mai mốt mà chị có gì cho tôi biết tôi ra mua, thì cái đó coi chừng dính. Mà đừng nói có mà mua không có thôi, có thứ này mua không có mua thứ khác, bởi vì cái đó người ta làm người ta bán, mình có mong họ cũng giết rồi để họ bán. Thành ra cái chuyện mà mình nên tránh một số cái chi để làm cho mình vào cái giới đó thôi, chứ còn mình mua những cái đó về nấu thì không có phạm. Còn cái người mà làm phước cũng làm phước đúng thì nên làm phước tận tay, chứ còn trừ phi mình làm phước bố thí thì không sao, chứ còn mình nhận lời người ta cái chuyện đó thì nó không có được trong sạch cho lắm ha. Thành ra mình cẩn thận mấy cái đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài, và con cung thỉnh Ngài, Ngài dùng nước nghỉ chút xíu đi bạch Ngài, để không thấy Ngài ho nhiều quá. Dạ, bây giờ Ngài trong khi để chờ đợi Ngài dùng nước, và Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, mời quý vị có thể đưa những cái bàn tay của mình lên để đặt câu hỏi, hoặc là có những câu kết chát à. Nhà trong khi chờ đợi, con cũng xin chia sẻ hôm đó con nghe cái vị đó giảng như vậy, con cũng thấy được biểu làm sao cho được trong sạch bây giờ. Nếu mà không mua những cái vật thực sống về để mà chế biến thì làm sao có vật thực để dâng chư tăng. Thì con liên nghĩ tới tới có một người sẵn đây không có câu hỏi, con xin chia sẻ cái ý nghĩa của người này rồi con hỏi Ngài luôn. Dạ. Ồ, mình chào Minh Tấn thì vào đầu tràng. Dạ, con có một người người ta trồng rau sạch để ở nhà ăn. Thì qua hai ngày người ta nghĩ người ta không có đi vào cái vườn nhỏ nhỏ đó. Thì khi mà người ta vào thì mưa xuống thì nó xanh sôi nhiều sâu, nhiều thứ sâu, nhiều cỡ sâu luôn. Dạ. Mà ruồi vàng đồ này kia, mà cái con ruồi vàng đó hãy mà nó chỉ cần bu vô một cái trái nào đó thì coi như là trái đó chết luôn, không có lớn lên nổi nữa. Thì người ta mua
cái thuốc mà để mà trừ cái ruồi vàng đó, người ta treo, người ta chia ra, người ta treo cho chỗ này chỗ kia, nhất là mấy cái có trái hay bầu bí hay là cái chóc cái mạnh gì đó, đại khái vậy. Thì khi mà người ta về thì cả hàng trăm con ruồi vàng nó bu quanh đó, nó chết rồi. Thì sâu, thì sâu lớn sâu nhỏ nó ăn đủ thứ hết, từ cái rau lang tới rau thơm gì nó cũng ăn hết, và nó rất là nhiều sâu. Cải nó cũng ăn mà rau nó cũng ăn. Thì người ta nói với con cái này, người ta nói nếu mình nói mình ăn chay mình không sát sanh, thì thí dụ như mình làm cái vườn rau như vậy nè, cái vườn rau nhỏ nhỏ như vậy thôi mà nó từng đó con sâu như vậy đó, hàng trăm con chứ không phải là hàng chục con nữa, thì mình không sát sanh thì làm sao đây? Mà thí dụ như thấy người đã nói với hàng xóm, trời ơi cái vườn em bây giờ hôm nay nó nhiều sâu quá, thì người ta biểu mua thuốc xịt sâu về xịt. Nhưng mà bản thân người ta cũng không muốn xịt, mà người ta cũng không muốn dùng dùng thuốc, thì nhưng mà cũng phải dùng cách này cách kia để mà trừ sâu, chứ không thì nó ăn hết không còn cái gì tới mình ăn. Bạch ngài, cái câu hỏi của con á, là người ta nói nếu mà mình nói ăn chay á mà mình không sát sanh, thì cái những người trồng rau này giống như mình kêu người ta sát sanh giùm mình để mình ăn rau cho được mình thanh tịnh. Dạ, người ta hỏi con vậy con không biết trả lời sao. Dạ, ngài chỉ dạy cho con gặp cái trường hợp đó con phải trả lời như thế nào. Mình trồng rau thì mình phải sát sanh rồi, thì như vậy là mình mang tội sát sanh, mà nếu mình không sát sanh thì mình không có rau ăn. Như vậy mình làm sao? Bạch ngài, con kính dâng bích đến ngài, ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bồ Tát Gia, kính bạch chư tôn hành giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra có nhiều cách mà mình làm cho mấy con sâu con đi, mình đâu cần phải sát sanh đâu. Nhưng mà bây giờ mà nói ăn mà không sát sanh á, mà bây giờ gặp trường hợp đó làm sao dễ ổn, đi mua khác ăn. Tại vì người ta không hiểu cái chữ ăn chay. Ăn chay là phải ăn cái những cái gì theo người ta định nghĩa là nó mới sai. Thật sự ra đó, chay mặn nè, Đức Phật không có tán dương chay, mà cũng không cấm ăn mặn, nhưng mà cấm ăn chiều, muốn giữ giới thì không được ăn chiều. Còn cái nữa, cái quan trọng nhất là khi mình đừng có tưởng nguyên thủy là ăn mặn. Thật sự nguyên thủy vẫn phải ăn chay như thường, không có ăn mặn gì cả, nếu mà nói theo đời. Bởi vì trong trường hợp nhà sư mà đi quán gì xác chết đó, nó có nhiều điều kiện lắm, nhưng một trong những điều kiện là vật thực là nhà sư đó không được ăn những cái loại thịt hay những cái loại gì hết á, ngay cả đậu phộng cũng chưa chắc được ăn nữa. Tại vì nó làm cho mình cái mùi mà nó ra, nếu mà chừng đó nó có những con ngạ quỷ trong những cái chỗ có xác chết này kiểm dùng đó, mà mình quất vô nó thấy cái mùi đó, mà cái mùi nó khoái vào rằng mình ăn ăn đậu phộng mà nó ra cái mùi đó, nó cũng lại nó hôn mình một cái là mình cũng bá thở chứ không phải không đó. Thành ra có những trường hợp đó, ông Sương mà thấy vẫn phải ăn chay thường, thứ nhất là những cái trường hợp mà đi quán gì xác chết, hay những trường hợp mà vô trong nghĩa địa để làm số công chuyện này kiếm xong đó, đều phải họ thông báo trước mấy ngày đó để mình làm cho cái tâm là không có dính dấp vào những cái chuyện đó. Người vẫn ăn chay thường thì sao không ăn đó. Quý vị muốn biết là không, quý vị coi bài Atana Tiya Sutta sẽ biết chú giải giải thích phải ăn như thế nào đó, chứ không phải lúc nào cũng có bài ấy đâu. Bởi vì cái bài kinh đó là bài kinh trừ ma trừ quỷ đó, quý vị thấy vô là cái bài kinh đó coi nè. Thành ra đây đại giống ăn sư đều biết bài kinh đó, nó khó khăn chứ không phải nó dễ đâu. Nhưng mà thường thường ví dụ như mình cứ muốn cần ngày mai có ra thì tốt nhất là trước đó vài ngày mình có thể mình mua một số cái loại thuốc mà nó làm cho sâu nó bỏ đi đó. Ví dụ như cái ngay cả trong nhà mình nhiều khi có kiến hay có cái gì đó, rồi mình mua những loại thuốc rồi mình xịt trước, khi mà nó vô thì nó tới nó thấy cái mùi là nó không có vô, nó tập với mình nó làm vậy thì mình vẫn có đồ ăn được như thường. Chứ còn mình đợi tới nơi rồi nó tới nơi rồi cái mình ra mình nói trời ơi cái này mà không giết nó làm sao mình ăn chay được, mà mình ăn chay mà phạm giới anh ta biểu người ta giết cũng vậy thôi. Quý vị nên nhớ
chính mình viết, biểu người ta viết, ca tụng cái lợi ích của cái sự viết đó ha. Hay là nói ra sao nó gần, hay ra dấu gì để cho người ta viết đó. Bốn cái điều đó, cái người người nào trong bốn cái điều đó đều phạm giới sát sanh cả, chứ không phải là một người nào đó phạm hay không phạm đâu. Nói vậy mình hiểu là nó khó khăn vậy chứ không phải dễ. Anh là đừng nghĩ đó, chạy mặn gì cho mệt. Giống như ông sư nghe chưa? Thì dễ cho dạng nấy à, đi trúng cái chỗ mà bà Tào ở thì nó chỉ cho toàn là rau cải không, còn đi chỗ trúng mấy ông Hồi giáo thì không bao giờ được có thịt ăn hết. Thật ra cũng giống dân trai đúng không quý vị, cái gì nào là từng đi tu và ở với chữ đó sẽ biết cái ăn của ông sư nó khó khăn giống như ra ngoài dễ không? Còn đây thì rất đấy, nước gì cũng được đó. Nếu mình xịt trước khi mà tới cái mùa mà nó có những cái đó thì nó một cái những con đó anh không có sành ra thôi đó. Chứ còn tao mình tại đó nó có ấy rồi mình mới đem rộ ra để mình xịt thì mình thả mình làm mình là cái nhân để nó chết là phải rồi, mà thắc mắc gì mấy cái đó. Nghĩa là giống như ăn mày ai cho dạng nấy học sư vậy, thả ra khỏi nghĩ tới mấy việc đó mệt quá. Nam mô thầy á. Dạ, con thành kính tri ân Ngài đã trả lời câu hỏi của con. Và cũng cảm ơn Huynh Giang với Kha chỉ cách để xịt nước nổi cho cây. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy dạ. Dạ, nhưng mà Ngài biết không người ta, dạ, con cũng có nói trường hợp là thì bởi vậy nên là nhà sư là không có trồng tỉa cũng như không có đi chợ đi búa gì hết. Thì cái người này người ta nói bạch Ngài, nên nói vậy không khác nào đó mình trốn cái trách nhiệm sát sanh của mình, rồi mình biểu người khác sát sanh cho mình ăn. Rồi con trả lời sao bạch Ngài, con kính nhận bạch Ngài, Ngài chỉ dạy con một lần nữa bạch Ngài, con gặp khó khăn ở ngoài đời quá bạch Ngài, con không có đủ cái tri kiến về giáo pháp của Đức Thế Tôn, con thật là khó khăn, con kính nhận bạch đến Ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch Chư Tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra nếu mà ăn kiểu sư tam thiền nhục là không biết, không nghe, không thấy. Nghe nó có hai phần. Nghe thứ nhất là nghe tiếng con vật, thứ hai là nghe người khác nói. Đó. Mà thường thường đó, nhiều người không có biết cách mời ông sư, là ông sư dễ bị dính lắm chứ không phải không. Ngày mai con muốn dâng chư tăng bữa cơm trưa, có cái món đặc biệt tên gì gì đó, là kể như ông sư bữa đó cái món đó đặc biệt cái mấy cũng không dám ăn. Để đang nghe rồi em anh nhớ cẩn thận nha. Mời ông sư còn khoe cái tốt của mình là coi chừng. Thành ra khi mà ông sư đi ăn tam tình nhục mình nói là mình kêu người ta làm đó cho mình ăn đâu được. Đi từ bình hàng ngày là ông sư đi từ bình là ăn theo miền, ăn theo miền không, nghĩa là có khi ở trúng miền là ăn chay không. Ví dụ như cái mùa quý vị biết cái mùa mà vừa mùa mưa giờ chấm dứt đó. Ông sư đi từ bình họ cho gì, măng tre, măng xào, măng luộc, canh măng. Làm cho măng đâu thấy đúng. Ông sư biết ăn rồi đó. Nghe không biết mình tên gì mà ngoại trừ tên măng mà thôi đó. Nó như chuyện vậy đó chứ quý vị đừng có nghĩ là dễ. Thành ra cái đó là ông sư tránh dễ lắm, mà đem tam tình nhục ra nói với họ, nếu phải dạy tam tình gì vậy đó thì họ họ sẽ không có đường nào mà họ nói cái giữ sai sai này sai nó không có đâu. Chứ ăn từ xưa vậy vậy, nhất là mấy cái xứ mà theo Phật giáo đường đóng ông sư đi nhiều khi nó không phải nói chứ. Có những cái món mà mình ăn vô mình bị dính nhưng mà cũng phải đến khe nhận rồi về biết biết cách mà làm sao rồi thôi, chứ còn nếu mà mình nói ôi người ta dân là phải dùng đồ này kia hay là không dùng cũng được rồi, kia dùng có những cái là phải dùng cái trí của mình để né tránh vấn đề không? Mà cái quan trọng nhất là cái tam tình nhục đó. Mình dựa vào tam tình nhục thì không ai có thể cái bắt lỗi của mình được hết.
Đó, mà nó bởi vì họ đâu, mình đâu nghe ai nói cái đó là cái gì đâu, họ cũng đâu có khoe gì, họ làm cái này là gì đâu, thấy không? Thì bảo đảm mà đa số từ các nước theo Phật giáo truyền thống thì vậy á, thành ra họ chưa từng ở mấy cái xứ đó, thành ra họ không có biết, không biết. Với thứ hai mà lâu lâu mà đi cho Thái qua Miến Điện á, thường thường vô mấy cái tiệm cái mua sẵn cái đồ người ta làm, mới thấy người đi ngang cái chắp tay xá kêu sưng mở nắp ra cái bỏ vô vậy, tưởng vậy mình thấy không? Bởi vì bây giờ nó nói nếu mà trong đó có cái món không ăn thì cái người dân là cái người tạo nhân đó, thì người dân cũng bị sao, người dân thì vật thật đâu bị chứ làm sao chứ bị, cũng đâu có biết đâu, ông không nghe mà không thấy mà đó. Thành ra nói cái người mà nói kêu đó tức là người đó bị, nếu mà dẫn dân cho ông sư ăn mấy cái thứ đó đã biết là ông sư ăn không được mà dẫn dân thì người đó bị chứ không phải ông sư bị. Nam mô Bích Thai giá. Sa thú con thành kính đảnh lễ tri ân ngài đã giảng giải câu hỏi của con để con hiểu được, mà con trả lời với những người dạ con thực sự là cái suy kiến về Phật pháp con rất là yếu, nên có những lúc con bị những cái câu hỏi rất là ngặt nghèo. Dạ thì con cũng đã ấm ớ thôi, dạ ấm ớ rồi, rồi bây giờ có dịp con hỏi ngài. Dạ Nhật Quỳnh kính mời quý vị. Quý vị có thể đưa những cái bàn tay xinh đẹp của mình lên cứu Nhật Quỳnh đi quý vị ơi, hoặc là có những câu chích chát đi. Dạ hôm nay mỗi lần Nguyên Trang mà làm thị giả cho ngài thì rất là nhiều câu hỏi, còn Nhật Quỳnh làm thị giả cho ngài, quý vị không cứu Nhật Quỳnh gì hết trơn. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời quý vị ạ. Dạ không ai hỏi con hỏi tiếp. Dạ dạ bạch ngài, ngài giảng rộng thêm cho con cái chữ tàn ngữ trong giáo pháp đi bạch ngài, tại vì con nghe nói tàn ngữ trong giáo pháp là mình rất nhiều cái thứ để mình phạm, mà mình nói mình rất dễ bị phạm cái tàn ngữ. Và con cung thỉnh ngài, ngài giảng cho con hiểu thế nào là tàn ngữ và nói những cái gì gọi là tàn ngữ. Và con kính nhân bích đến ngài. Nam mô bích tha dạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền giả, dạ kính thưa cho quý vị, bất cứ cái lời gì mà mình nói nó không đúng thời đúng lúc đều là tà ngữ đó. Lời nói mà là đúng nó có năm năm chi rồi. Thứ nhất là đúng thời đúng lúc, chân thiện mỹ. Bây giờ một cái thời mà không đúng lúc, dầu là chân thiện mỹ mà không đúng thời đúng lúc mình nói là cũng không có được. Thành ra quý vị nên nhớ phải đúng thời đúng lúc. Thành ra khi Đức Phật dạy với Tăng gặp nhau mà không nói được lời đúng theo chánh pháp thì nên giữ im lặng, chứ Ngài đâu cho nói, dầu đó là sự thật. Nhưng mà nói không đúng thời đúng lúc, cái sự thật nó vẫn làm cho người ta thiệt hại như thường, không phải không. Thành ra lời nói được gọi là chánh ngữ mà phải có năm chi đó, là vậy, đúng thời đúng lúc, chân thiện mỹ. Còn ngoài ra thì phải suy nghĩ cho kỹ, nên nói hay không nên nói, mà theo lời Đức Phật dạy như Tăng liền không nói đúng theo chánh pháp thì nên giữ im lặng, không có nói, nghe không? Thành ra mình giữ im lặng này bảo đảm mình tâm mình có thể tầm bậy tầm bạ, mình suy nghĩ tầm bậy không? Cái khẩu với cái thân này không có bị, thành ra làm gì cũng phải phải suy nghĩ cho nó cặn kẽ, chứ còn mình không suy nghĩ thì mình dễ lọt vào những cái mà mình không thể ngờ được. Bởi vì một cái lời mà vì lý do này có thể làm người ta thử dòng, chứ không phải chuyện giỡn. Quý vị thấy dụ như là mấy cái có nhiều trường hợp mà ông đó mà ông vô bệnh viện, ông nói cho nó ông bị ung thư, nhưng mà tôi không biết, nếu ai biết cho tôi biết chừng bao lâu nữa để tôi về, tôi tài sản gì đó tôi chia ra hết rồi này kia dùng tôi lo hết công việc nợ nần gì tôi tính cho xong tôi đi cho thoải mái.
mình mà ví dụ như mình mà biết rồi, mình biết rồi, mình lỡ miệng mình nói à, mình thấy cũng tội nghiệp không, ông về ông chuẩn bị đi, không quá tháng đâu coi chừng đó. Nhiều khi không qua họ không tới tháng đâu, cái gì về cũng sợ chết, cũng không nghĩ sáng chiều nghĩ chết 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 đi à, đó những cái lời nói có thể đúng sự thật nhưng mà vẫn là tà ngữ như thường, bởi vì gây thiệt hại đến người ta, mà cần cẩn thận nha. Nhớ chân thiện mỹ, đúng thời đúng lúc, đúng thời là ca lá, đúng lúc là thê xạ, tức là chỗ mình có thể nói ra được. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, sa thủ con thành kính tri ân ngài. Dạ, ngài cho con hỏi thêm một chút xíu nữa. Thí dụ như giờ con gặp một cái người nào đó đi, mặc dù người ta không có hay, không có tốt, không có đẹp à, như 10 trên 10 mà mình có thể khen người ta, nhưng mà vì mình nghĩ rằng mình khen cho người ta vui, mà người ta vui thì mình cũng có phước. Mặc dù cái chuyện đó người ta làm cũng không đáng để cho mình khen, không đáng cho mình tán dương. Thí dụ như con cũng có học nói là mình khen người đáng khen, chứ không phải ai mình cũng khen, mà với cái tâm ý là mình khen người ta để cho người ta vui. Giống như là nếu theo ngoài đời nó nói là nịnh đó bạch ngài, là nịnh, thì như vậy cái lời nói đó có phải là tà ngữ không bạch ngài? Và con kính nhân minh đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy gia kinh bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Bây giờ mình khen rồi về nhà mình hối hận cái điều mình nói hay không? Nếu mình mà hối hận tức là nó đã không đúng rồi. Bây giờ mình nhớ chuyện đó. Mình khen người ta có thể nó nói về cho dễ hiểu đi, 90% là sự thật, có 10% phải là sự thật. Mình về mình hối hận hay không? Nếu mà nói hận tức là lời không nên nói, thành ra thì mình đừng có nghĩ mình nói cái người kia thiệt hại hay được lợi ích, mà nó nhớ cái lời mình nói ra đó, cái người đầu tiên thiệt hại là mình chứ không phải đó. Có nhiều cái mình học có một chiều mình không bao giờ mình để ý đó, học một chiều là như thế nào, mình nói cái người mà biết báo ơn, biết tri ân báo ơn này kia đó, Đức Phật dạy trong kinh 38 lành là mình cái hỏi mình biết ơn ai nhiều nhất, thì người cha mẹ người thầy đó dùng cái đó là sai. Người biết ơn mình biết ơn nhiều nhất và trước nhất chính là cá nhân mình này, là người ta thường không có nghĩ tới cái gì nên nhớ vậy đó. Ngay cái quý vị học đó, học rải tâm từ quê rải dài trước cá nhân mình chứ không phải là ai đó, vì tưởng ai kệ thôi, chuyện quan trọng rải cho mình trước, thì cái chuyện báo ơn vậy cho mình trước rồi mới tính tới người khác, nhớ vậy đó. Thành nó có những cái lời nói nó cũng vậy, thường mình nghĩ có lợi cho người ta chứ mình quên cái chuyện là nó thiệt hại cho mình, mà cái chuyện gì mà mình làm ra mà thiệt hại cho mình và có lợi cho người khác nữa, cái chuyện đó cũng không nên làm. Thành nó khi mình nói câu đó về mình hối hận là không nên nói. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, sa thủ con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Dạ, nhưng mà một điều cái thắc mắc của con á bạch ngài, mình hối hận thì mình không có hối hận, nhưng mà mình biết rằng người ta không có đáng được khen như vậy, nhưng mà mình muốn khen. Ví dụ giờ con thấy đi, cái chị Bách Ta đi, hai xích Trần Đạo đi, mặc cái áo đó thật sự là không có đẹp, không có đẹp. Nhưng mà thay vì con đừng có nói không đẹp thì cũng đừng nói gì hết là cũng ok, nhưng mà con muốn làm cho người ta vui thì con nói ồ chị mặc cái áo đẹp quá, cái màu này hợp với chị quá. Như vậy là con có bị tà ngữ không bạch ngài? Con kính nhân bích đến ngài, con ngài chỉ cho con rõ thêm một chút nữa ạ. Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư vị thị sư đã nói rồi, mình có thể mình nói mình không hối hận là tại vì chuyện nó chuyện nhỏ gì vẫn hối hận như thường, mà nên nhớ cái sự hối hận của mình đó, hay cái điều mình nói ra mà nó không đúng sự thật đó,
nó không có nguy hiểm ở chỗ là mình hối hận hay không, không nguy hiểm chỗ người ta biết, người ta có chê trách mình hay không. Nó nguy hiểm mấy cái lời nói đó mà nó tạo lại trong cái lộ trình thử của mình thì mình đi đâu đó. Trong lộ trình tử nó phát ra, nó xuất hiện, nó là cái đáng lẽ mình không nên nói câu đó, bởi vì bà đâu có đẹp cỡ đó rồi đâu, hay gì hay, mình đi đâu. Chuyện này nhớ cái đó nha. Đừng bao giờ mình nghĩ tới cái chuyện gì đó, chuyện nghĩ nghĩ tới mình trước đi đó. Thành ra nhiều khi mình nói chơi nói giỡn, tại sao Đức Phật cũng cấm, bởi vì câu nói chơi nói giỡn nó bình thường á, mình có thể mình có những cái sự giải quyết dễ, ví dụ gặp người đó thắc mắc mình xin lỗi hay gì gì dễ, nhưng mà nó tạo lại trong cái lộ cần tử mình là mình chỉ từ chết tới bị thương thôi nha. Không nên khinh thường những cái lời nói mà mình cho rằng nó không hại ai, hoặc là nó không đúng sự thật hay gì đó, không nên. Nam mô Bổn Thầy dạ. Dạ sa thú dạ con thành kính tri ân ngài, dạ con đã hiểu được lời ngài dạy rồi, dạ con tri ân ngài rất là nhiều, dạ Nam Mô Bổn Thầy dạ. Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, dạ mời quý vị có thể đưa bàn tay lên hoặc là có những câu chết chát, dạ sau hôm nay đạo tràng ngủ thiền hết trơn rồi, quý vị ơi cứu Nhật Quỳnh đi chứ. Alo alo, dạ những bàn tay và những câu chết chát đã mất tiêu hết trơn rồi. Cảm ơn Quỳnh và Nhất Hà, nhà Quỳnh chịu cứu chịu không nổi phải không? Dạ kính mời Quỳnh. Dạ Nam Mô Bổn Thầy dạ, Nam Mô Tham Ma dạ, Nam Mô Sang Kha dạ. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Liễu Tông, sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ thưa sư cho con hỏi một câu nữa. Dạ nếu như mà khi mà cái lộ cần tử phát sanh đó, rồi sau cái mà cái tâm tục sanh nó phát sanh liền đó, thì chẳng hạn như là mình đi đầu thai lại thì nó có cái ekip, nó có một số cái tâm bất thiện nó đi theo, thì như vậy á là khi mà mình tục sanh rồi á là giống như làm lại một cái đứa con nít là đã có sẵn những cái nhân của những cái tâm bất thiện nó đi theo như vậy đó sư. Thì giống như cả ngày là đến tối, như người cư sĩ tụi con á là đi làm rồi có công việc vợ con rồi chuyện này chuyện kia, thì cái thời gian mà mình thính pháp hoặc là suy nghĩ về giáo pháp hoặc là học hỏi về Phật pháp hoặc là hành pháp thì nó có vài tiếng đồng hồ trong một ngày, ngoại trừ những cái phần khác, thì cho nên cái số thời gian mà mình tìm những cái kiếm những cái nhân thiện nó rất là ít ỏi đó sư. Thì có làm sư có cái cách nào sư chỉ tụi con mình có thể mình tạo nhiều thiện pháp mà mình có thể mình đè nén những cái tâm bất thiện kia, những cái hạt giống bất thiện đó nó đè nén xuống và mình cố tìm thêm những cái hạt những cái nhân thiện. Chứ giống như là bình thường thấy giống như là đi làm ăn lỗ lã không à, cả ngày là cứ bất thiện nhiều quá sư. Dạ xin sư chỉ cho tụi con chút xíu về cái điểm này. Dạ con xin tri ân sư ạ. Nam mô Bổn Thầy dạ, kính bạch chư tôn này dạ, kính thưa chư quý vị, mình nên quên được, mình nên nhớ một điều á, tại vì mình dễ vui là nghĩ việc thiện nhỏ rồi không làm, tại vì mình dễ vui nên mình thấy việc ác nhỏ rồi làm. Mình đâu phải sống một kiếp này đâu, mình sống hàng bao nhiêu a tăng kỳ kiếp rồi, nhưng mà trong a bao nhiêu a tăng kỳ kiếp đó là thì ác pháp nó luôn luôn nó nhiều hơn thiện pháp. Mình nhớ chuyện trong vòng luân hồi cả khoảng một vài tỷ năm như vậy thì mình gặp được Phật pháp của Đức Phật không không có bao nhiêu á, 5.000 năm, trong khi còn bao nhiêu tỷ năm nữa đó mình đâu có được gặp Phật pháp đâu. Thì thường đa số thời gian mình không gặp Phật pháp thì chắc chắn mình làm chuyện tào lao nhiều hơn nha, nhớ chuyện đó. Thành ra mình đừng nói mình đã có thời giờ ít hay không ít. Có một anh Phật tử tới gặp ngài ở trên xa Lũng Bù Sa,
Nói qua nói lại, ông nói về bạch ngài, con nghe người ta nói ngài dạy thiền, con muốn tới học ghê mà con không có rảnh này, con rất là bận. Ngài trên ra ngài hỏi lại, anh bận như vậy anh có thời giờ để thở không? Ông nói giờ thở, thì giờ thở thì có chứ ngài. Thì ông nói được rồi, có thời giờ thở tức là có thời giờ làm thiện pháp được rồi đó, phải không? Nó chỉ cần thở vô dài biết thở vô dài, thở ra ngắn biết thở ra ngắn, như vậy tức là mình cũng đã tạo thiện pháp rồi. Nhưng mà thường mình coi cái đó là chuyện nhỏ rồi bỏ qua, mình nhớ vậy đó. Hay là chúng tôi lặp lại, mình muốn tạo thiện pháp là lúc nào giờ rảnh là mình nghĩ tới thiện pháp mình đã làm. Nghe tốt nhất là 10 phương pháp, 6 phương pháp tùy niệm. Nghĩ tới Đức Phật, Đức Pháp, Tăng là dễ. Bởi vì mình vô đây mình là cư sĩ Phật tử thì mà không biết ăn Đức Phật như thế nào, Đức Pháp như thế nào, Đức Tăng như thế nào, thì diêm vương có cho vào chảo cũng đáng tội thôi, chứ không có gì thắc mắc hết. Đó, những cái rất dễ mình tạo cho thiền pháp, dung bồi thiền pháp mà tại sao mình không làm, mà đi tìm gì duyên hệ duyên khởi rồi này kia chi vậy hả? Phải không? Cái chuyện nhỏ thì không làm, mà dễ làm nhất không phải tốn tiền tốn bạc gì hết. Hôm nay ví dụ mình ghé chùa nhưng mà không đúng giờ thì mình thấy cái chỗ anh quét lá quét đồ cho sạch sẽ, tối giờ mình chỉ nghĩ tới cái công việc mình đã làm, ngày mai không có thì mình đem chuyện cũ ra, chuyện mà mình phục vụ tam bảo đó, tức là quét rác đó. Nó vẫn là chuyện lớn như thường, nhưng không thể là chuyện nhỏ, bởi vì chuyện nó lặp đi lặp lại nó vẫn là chuyện lớn như thường. Nó có năng lực, thì cái năng lực đó đó gọi là xảy giá, tức là trùng dụng duyên, nó lặp đi lặp lại do rằng chuyện đó thành nhỏ lúc đầu nhưng mà thành chuyện lớn có năng lực về sau. Chứ còn này mình không làm mấy cái chuyện mà đáng lý là mình nên làm, mà mình cứ đi làm mấy cái chuyện không đáng lý. Nghe ông nào giỏi xin học duyên hệ, hoặc là xin học về thanh tịnh đạo nó cái gì học nó thật sự ra đó, cái gì đó có giỏi nói dạy thì quý vị hiểu được bao nhiêu phần trăm mà nó thật sự vậy đó. Bởi vì căn bản mình không có thì đừng bao giờ trèo cao, mà trèo cao thì té gãy. Mình muốn gì phải chuẩn bị cái basic trước. Cái basic là cái gì, số 20 mà chúng ta nói kỳ rồi đó, 10 phương pháp tạo phước và 10 nghiệp thiện. Nghiệp mình có được về nhà nghiên cứu cho kỹ rồi có thể làm bất cứ lúc nào đó. Mà mỗi lần mình làm nó chung 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 chút thôi. Quý vị nên nhớ là chúng tôi có kể máy in bằng mail matrix, vì đọc được một chữ là nó có cái hàng tỷ tỷ cái chấm mới thành một chữ. Thì bây giờ mình tạo thiền pháp một lần bằng chấm 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 hoặc ngàn chấm này cũng thành chữ như thường. Đừng có nghĩ là phải tôi 3 tháng rảnh tôi vô tôi hành thiền với trường thiền này Ba Úc, trường thiền của ngài Siêu Minh hay trường thiền của ngài Ma Di, không cần. Thở ra thở vô có niệm biết đang thở ra đang thở vào là đã tạo được thiện pháp rồi, không phải đi đâu xa cả. Thành ra ráng cố gắng tạo thiện pháp là tạo vậy đó. Kiến tha lâu đầy tổ, còn không chờ lâu lâu mới làm lần, chắc gì mà mình có cái ngày để mình đi làm chuyện đó. Quý vị nên nhớ trong cái búng tay trước này sau này, nghe sau cái búng tay đó kiếp sau và ngày mai cái nào tới trước không ai biết cả. Mình nhớ chuyện đó, mình không đoán được kiếp sau ngày mai trong sau cái búng tay này thì mình đừng có bao giờ mình nói đây ngày mai tôi mới làm, nghĩa là làm liền lúc nào có khoảng thời gian nhỏ lớn gì là làm liền chứ không có chờ ngày mai, bởi vì chưa chắc quý vị có ngày mai. Quý vị nói để ngày mai làm những cái đó là kiếp sau đó, mà nhớ chuyện đó. Mà kiếp sau rồi đó quý vị búng tay cái quý vị có kiếp sau, tức là những cái gì mà trong cái kiếp này quý vị nó chờ để ngày mai làm thì nó không còn nữa, anh nhớ chứ đó. Mà quý vị nên nhớ đó, cái lộ sau cái tâm tử là cái lộ đầu tiên đó,
lậu đầu tiên của tất cả chúng sanh đều là nghiệp lậu xấu hết á, chứ không có lậu tốt. Bởi vì cái phá quan khá nó đi 16 cái sát na rồi tới mano đô quá chân á, rồi năm cái động tốc đó đó nó gọi là ní cần tị lô phá châu á, là cái gì, là hoan hỷ với kiếp sống mới. Mình nhớ vậy, dầu rằng cái kiếp sống đó là gì, con dòi trong cái đống phân, nó vẫn hoan hỷ như thường. Nam có câu chuyện vui kể. Hai người bạn, một người tà kiến, người chánh kiến. Người chánh kiến lúc chết lên sanh làm chư thiên, làm ông thiên nào đó. Còn người kia thì sanh làm dòi trong cái hầm phân đó. Thì ông thiên này ông nghĩ tới người bạn, tự nhiên cũng nghĩ rồi, bạn không nhớ rồi ông dùng thằng đóng dòm xuống coi à, người bạn ở đó chắc khổ lắm, để tay xuống ta giúp. Mới xuống hỏi bạn ở dưới này đó, bạn có nhớ tôi không? Nói không nhớ đâu. Ông kia mới nói vậy đó, thì nó à giờ ông ở trên đó, ở trên đó sướng không? Không, ở trên đó sướng lắm, muốn ăn những gì thì chị nghĩ là có ăn rồi. Bạn nghe lời tôi đó thì bạn bỏ cái này bạn lên đó, trên đó nó sướng giống như tôi vậy đó. Con dòi nó mới nói, ông nói giờ mà sướng làm sao bằng tôi được. Thì ông thiên này ông giật mình, ở đây mà nó sướng mình. Ông nói thử ông sướng là sướng sao? Ông muốn ăn phải nghĩ tới mới có ăn, tôi muốn ăn có sẵn, gì thấy không? Nó cái lộ đầu tiên nó là lý cần tỷ lô phải sau ná rồi đó. Thỏa thích trong kiếp sống mới, bởi vì chúng sanh sẽ chết thì chết là kiếp sống mới, mà kiếp sống mới kiếp nào là sướng kiếp đó. Hoặc là quý vị, chúng tôi không nhớ là trong trong cái chỗ nào nói chuyện mà ông vua ông có bà vợ chết rồi, sợ sinh làm con gì đó nó, ông nhớ vợ hoài đấy, bữa đó gặp được cái này thấy không, thì con bò đó nó vui với cái anh bồ mới, với nó đâu có nhớ tới ở đâu thấy không, đó bao nhiêu chuyện vậy đó, anh đâu có gì nhớ đó. Kiếp sau mà ngày mai chưa biết cái nào tới trước, thằng đã có cơ hội để tạo thiện pháp nên làm, dầu rằng đó là việc rất là nhỏ, đừng bây giờ chờ tới việc lớn mới làm, nhiều khi quý vị không có thời giờ đâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Con thấy Huynh Giang Nhất Hà đã sa thú và tri ân ngài rồi. Dạ, con chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài đã trả lời câu hỏi của Giang Nhất Hà và cảm ơn câu hỏi của Huynh. Dạ, cảm ơn Hoa Nguyệt cho Nhật Huynh biết được tín hiệu. Dạ, một lần nữa Nhật Huynh kính mời quý vị có thể đưa bàn tay và có thể có những câu chích chát ạ. Cho Nhật Quỳnh được học qua câu hỏi của quý vị ạ. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, kính mời đạo tràng. Nhà đạo tràng chúng ta còn một thời gian cũng cũng nhiều đó quý vị. Có thể giúp Nhật Quỳnh đi. Dạ, đặt ra những câu hỏi chứ. Đối với Nhật Quỳnh, kiến thức Phật Pháp rất là kém cỏi. Mà nếu Nhật Quỳnh cứ hỏi hoài những cái câu rất là thường thức thì Nhật Quỳnh hiểu được thì tốt rồi, nhưng mà đối với đạo tràng Nhật Quỳnh cảm thấy có lỗi, tại vì Nhật Quỳnh không có đủ cái kiến thức về Phật pháp, hỏi những câu mà nằm sâu trong trong Phật pháp, nên Nhật Quỳnh rất mong quý vị, và rất mong quý vị có thể đưa những bàn tay và có những câu chết chát lên, Nhật Quỳnh sẽ đọc hôm nay. Viên Trang bận rồi không có làm thị giả cho ngài. Dạ, kính mời đạo tràng ạ. À, dạ, nhân câu hỏi của huynh Giang Nhất Hà và dạ, bạch ngài, ngài cho con hỏi trong 10 cái thiện nghiệp con có thấy là có cái phước hồi hướng cũng là một thiện nghiệp, nhưng con cũng nghe một nơi nói là hồi hướng không có giá trị, không có hiệu quả gì hết. Dạ, bạch ngài, ngài chỉ dạy cho con hồi hướng như thế nào mới là có hiệu quả và có giá trị à? Con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, hồi hướng tới mình cho phước. Thường thường á, trong Bali thì nó có một chữ thôi, Uthit, Udisa, nó dùng cho cả người sống người chết, nhưng mà bây giờ mình nói mình cho người mình dùng cái quen cái từ từ nói hồi hướng là hồi hướng cho người chết. Bây giờ mình thấy người đã sống mà mình đã nói tôi mới là bữa tôi hồi hướng phước báo để cho anh ăn đòn như bây giờ nó thành ra người, đối với người sống thì mình nói với người ta biết là cái phước mình đang làm vậy đó, thì cái người đó nếu mà là người mà biết biết Phật pháp thì họ sẽ hoan hỷ, họ tùy ý cái phước báo đó của mình. Còn nếu mà người chết rồi mình hồi hướng đó, thì họ xả thú cái lễ. Không, thành ra Đức Phật dạy đó là không có cầu an cầu siêu giống như mình làm ngày hôm nay đâu. Khi mà có người qua đời đó thì thường thường đó, họ ở cảnh nào thì mình không biết, nhưng mà nếu mà họ ở cái cảnh ngạ quỷ, một trong những cái cảnh ngạ quỷ 24 loại ngạ quỷ, có một cái loại sống về cái phước báo người khác hồi hướng đó, gọi là Bà Ra Thất Tu Bạch Chi Vi đó. Thì mình làm phước mình hồi hướng cho cái vị đó, cho chư tăng đó, chư tăng rồi mình chính mình hồi hướng, nhưng phải chư tăng hồi hướng quý vị nên nhớ chuyện đó. Bởi vì khi mình cứ dân cúng cho thật chư tăng này, cái phước đó là phước của mình, không ai hồi hướng dùng được đó, mình phải đem mình cho. Mà cho tới người đó mà xả thú, người đó coi cái chuyện là quỷ đó mà chỉ xả thú là chỉ nhận được, mà chỉ không xả thú thì thôi, cái phước đó trở về mình. Không, thì hồi hướng là như vậy đó, chứ không có cái vụ mà cầu an cầu siêu vậy đó. Bởi vì quý vị cầu siêu đó thường đó, ông sư ông tụng, thí dụ ông tụng đúng đi, cho ông tụng đúng cái bài kinh nào cũng được, tụng xong cái phước đó phước của ông. Còn quý vị nghe quý vị hiểu cái đó là phước của quý vị, rồi quý vị không biết hồi hướng là về là làm gì là như thế nào đó, thì những cái người đáng nhận được không có nhận được, không nhận được. Thành ra trong cái câu Bali mà hồi xưa vua Bình Sa hồi hướng cái phước mà dân cúng dược thực đến chư tăng đó, thì dùng cái câu Bali đó là để chỉ cho cái sự hồi hướng phước báo đến cái người đã quá vãng. Mình cái tâm mình nghĩ tới người đó là mình đọc cái câu đó để thăng nô nha tì năng hổ tụ sụ kỳ tháo tụ nha tại vô đó, đây thăng nô nha tì năng hổ tụ sụ kỳ tháo tụ nha tại vô. Mình nghĩ tới người đó, mình đọc câu đó là cái người đó nếu họ biết cách tùy ý báo là họ xả thú, là họ được phước liền. Còn mà họ trơ trơ thì họ không có được. Tại sao trơ trơ? Chúng tôi có kể chuyện Đậu Phộng Rang đó, không biết gì nhớ không? Đó, hai ông bà già có đứa con đi làm xa. Nên khi nó đi, nó nhớ ông già, bà già nó thích Đậu Phộng Rang dữ lắm. Anh đi mấy năm sau anh về cái anh nhớ đó, anh ghé anh mua mấy bịch đậu phộng rang, đậu rang nó rang, nghe nói mình cũng thèm mà nhai giòn cốc cốc, đem về cái vô gặp ông già đưa cái bịch nè, con thấy biết bà thích cái loại đậu rang này con mua cho. Ông già ông tức quá, ông nói đồ ngu, hồi mày đi tao còn răng tao nhai được, chứ còn bây giờ mày không thấy tao rụng hết răng, tao mua cái này tao lấy gì tao ăn, tao nhai cho được mà ăn đó. Kể như ông không có nhận được tao đưa mà không lấy, mà còn chửi là nó tức là tâm đang sân tao không được á, đang vô ông thấy vậy mà ông lũ lũ vô ông đưa cho bà già. Bà già cầm đồ phộng lên, nó bà đưng đưng nước mắt, nó con mà nó lớn rồi mà nó còn khờ quá, nó biết mình thích đồ phộng rang, nó mua này cho mình mà nó không biết mình rụng hết răng, nhưng mà dầu sao thì nó đúng là người con có hiếu, thấy không? Tức là bà không ăn được và không nhai được, nhưng nhất bà có cái phước, cái phước đó bà tỉ phước báo gì đứa con mà còn cho cái bà. Còn khi ông cha đó ông không được phước báo mà cũng không có đồng phòng ăn là vậy đó, thấy không? Thì cái này cũng vậy, khi mình tập rồi đó thì khi nào ta nghe ai kêu tới tên mình mà nói cho cái phần phước báo này tôi gửi tới mà để nhận lấy mà xài, thì thường thường nếu quý vị đọc trong cái đó thì người Việt mình dịch rồi có thêm thêm đầu thêm đuôi để cho nó ra, chứ là phần phước báo này xin hồi hướng tới tất cả thân nhân thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, nhất là tên gì đó,
cầu mong các vị ấy nhận được và được an vui. Thì những cái vị đó đó không phải cái người mới chết không, mà có năm hàng người đó, cả năm hàng người, năm hàng người đó trong bài kinh bên ngoài bức tường, quý vị vô trong bài kinh bên ngoài bức tường đó, quý vị thấy cái năm hàng người khi nghe nghe được cái lời mà người ta nói, phần phước này xin hồi hướng đến thân bằng tiếng cầu ô hoa quảng đó, thì họ nghe được cái đó là họ xả thú, cái là họ được được phước liền, phước còn cho à. Còn nếu mà người còn sống đó mình đừng nói tôi hồi hướng phước này, tôi mới làm phước tôi hồi hướng cho anh nghe ông nói anh hoan hỷ với cái phước mà tôi đừng là đã làm nè vậy đó, thì họ nghe anh ấy họ biết cái họ cũng trả tấu hòa tỷ quá thì họ nhận được. Còn nếu mà họ không không có muốn muốn hay là họ không biết, họ nói phước của anh làm thì anh hưởng với mắt gì tôi thì không không nhận được gì hết. Đó là những cái đó là phải học nè. Ngọc Hồng nhớ câu thì đăng nô nha thì năng hộ tụ sự khi ta hộ tụ nha thầy vô đó, là khi nào làm phước mình nghĩ tới cái người mà mình muốn cho phước họ đó không? Thì họ nghĩa là họ nếu họ biết cách nhận thì họ nhận được. Nhưng mà thường thường Việt Nam mình đa số không biết cách nhận, bởi nhiều khi thấy người ta làm gì cái đứng cười cười thôi chứ đâu có nói xả thú gì đâu. Cái gì xả thú tức là hoan hỷ cái phần phước báo của người ta làm, hoan hỷ thì người ta chia cho mình cái phần mà họ hưởng được họ cũng chia cho mình đó, mình nhớ mấy cái đó. Thành ra hồi hướng cái đó, đó là cái phương pháp mà Đức Phật dạy trong bài kinh Thi Ca La Việt, tức là bài kinh Xiển Hạ Lá Sụt Tạ, quý vị là trong trường bộ kinh Xiển Lá Sụt Tạ hay bài kinh Thi Ca La Việt đó, có dạy cách hồi hướng phước báo như thế nào thế nào. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài đã giảng dạy câu hỏi của con, và con rất là tri ân Ngài đã chỉ dạy cho con ạ. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Và Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng và mời bằng tay quý vị mời những câu chích chát. Dạ, quý vị hôm nay giỏi quá, không vị nào có câu hỏi hết trơn. Dạ, cảm ơn Hoàng Nguyệt. Cô tu nữ Tệ Duyên ơi, Nhật Quỳnh thấy cô dư vào đạo tràng, cô có thể cứu Nhật Quỳnh không? Cô Tệ Duyên bữa nay Nhật Quỳnh mở hàng ế thật là ế luôn đó nha, nên cô Tệ Duyên có thể cứu Nhật Quỳnh không? Cho Nhật cho cầm mic lên hỏi ngài một vài câu về trong giáo pháp để Nhật Quỳnh được học không cô? Alo, cô tu nữ Tệ Duyên, mấy hôm nào nay cô có cái điều gì thắc mắc trong giáo pháp không? Cô có thể đưa bàn tay của mình lên để hỏi không cô Tùy Duyên? Dạ, cảm ơn Quang Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và dạ, cô Tùy Duyên có được nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu đi. Alo, alo. Nhật Quỳnh thấy cô đảnh lễ, không tiện đưa tay. Dạ, vậy thôi đành chịu biết sao giờ. Dạ, cô nếu không tiện đưa tay, cô có thể chat lên ha. Dạ, Nhật Quỳnh đọc cho. Dạ. Dạ, giờ không có câu hỏi, cũng không có bàn tay. Dạ, con xin được hỏi một câu nữa bạch ngài. Cái vấn đề này với bạch ngài, con thấy nó lạ lạ. Tại vì thường con nghĩ rằng mình tu tập sao mà mình thấy được vui buồn gì mình có thể bỏ qua được một phần nào thì mình mới gọi là mình đã thấy được cái niết bàn. Nhưng mà con cũng nghe một cái vị đó nói như thế này, những lúc mà mình quên những cái chuyện nhỏ, ví dụ như mình để cái chìa khóa đi, mình cũng không biết cái chìa khóa để ở đâu, hoặc mình đang cầm cái kiếm mình đeo mà một cái mình mang đi, mình bỏ trong túi đi, mà mình cũng quên, mình cũng không biết là mình ở đâu mà để đâu, thì lúc như vậy thì đó là mình đã thấy niết bàn. Con thấy cái điều này hình như nó không đúng, mà hình như là do mình thiếu chánh niệm. Và hai vấn đề này ngài chỉ dạy giùm con. Khi mà mình để một cái gì, cái vật gì đó mà mình không nhớ mình để đâu, thì cái này là thiếu chánh niệm hay là mình đã thấy niết bàn? Dạ thôi con gác câu hỏi con lại để con đọc cái câu hỏi của La Vị Đề vào, rồi con khi nào không có câu hỏi thì con sẽ hỏi tiếp ạ. Dạ con xin phép được đọc. Cảm ơn La Vị Đề.
có quan niệm cho rằng niệm Phật mục đích là để định tâm, do đó thay vì niệm ân đức Phật thì niệm câu chữ gì khác, miễn tâm được định là được. Điều này có đúng chỗ nào không, chỗ nào? Kính thưa sư, và con kính dâng quốc đến ngài. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy, kính bạch chư tôn này, và kính thưa chư quý vị, mình nhớ đó, mình niệm ơn đức Phật không phải để định tâm hay để được cái gì cả, bởi vì mình nhớ ơn cái người đã để lại cho mình những cái pháp mà mình có khả năng để đi ra khỏi luân hồi, hoặc là một số cái điều kiện cho đời sống hàng ngày nó được thành tịnh. Thành ra mình mới niệm tới ân đức của ngài để làm cho cái tâm mình nó được nghĩa là thanh tịnh. Thành ra cái câu nào mà nó có vừa chế định pháp vừa thực tính pháp thì mình niệm nó mới có giá trị. Thế còn mình niệm cái mà nó không có, nó chỉ là chế định pháp thì nó không có cái giá trị gì hết. Bởi vì chế định pháp người ta chỉ đặt ra để cho mình hiểu cái mục tiêu của cái sự việc như vậy thôi. Đó. Nếu mà mình nói mình niệm cái gì cũng được, tại sao người ta không không nghĩa là đa số, ngay cả đa số những cái hệ mà tôn giáo, sao người ta không chỉ mình muốn niệm được mà phải niệm cái tên người đó tên người kia. Đó. Nhưng mà tên người đó tên người kia có những người là nó không có cái foundation nào để cái tâm nó gá vào đó để nó được an tịnh hết á. Anh nhớ chuyện đó. Thành ra mình phải niệm cái gì mà nó có làm cho cái tâm mình nó có thể nó trú trong đó được á, thì mình mới có sự an tịnh. Nói cái tâm mình nó mới được an vui nha. Bởi vì thí dụ như bây giờ nó qua nói với cái tâm nó nghĩ tới cái khoảng không đi, rồi mà cái niệm không 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 hoài, tâm mình nó dựa vào đâu để nó bám đó. Thành ra khi mà nó niệm ơn đức Phật thì ngài có chính ơn đức, là mình phải học từng cái để cho nó rõ ràng, là mình phải niệm. Thì chính cái ơn đức đó khi mình niệm vậy đó, nó là một cái nơi để nó cái tâm mình nó dựa vào đó, nó gá vào đó được, thì mới làm cho người mình nó, cái tâm nó được an vui và nó được an tịnh theo cái điều kiện của cái người đang làm cái việc đó đó. Nhưng mà đa số thường thường xưa nay mình cái nghe mình tưởng cái niệm lặp đi lặp lại, không phải niệm là mình để cái tâm mình vô trong đó. Nhưng mà cái hồi xưa giờ người Việt mình làm không đúng cái chỗ như vậy nè. Ví dụ như mình tụng kinh thì tại sao mình phải tụng tiếng Việt? Bởi kinh là lời dạy Đức Phật, mà ngài nói tiếng Bali với ngài không có nói tiếng Việt. Thành ra mình phải tụng, mình nói tụng kinh, mình tụng lời dạy Đức Phật, mình phải tụng cái qua cái ngôn ngữ mà Đức Phật nói ra. Còn khi mình dịch ra tiếng Việt, đây là gì? Để mình hiểu kinh, nhưng mà để tụng kinh. Mình nhớ chuyện đó. Mình dịch ra để mình hiểu kinh, chứ không phải để tụng kinh. Đó. Còn mình muốn tụng kinh là phải tụng cái đó. Từ tất cả các nước nào họ cũng đều dùng cái ngôn ngữ Đức Phật để họ tụng cái đó. Nhưng mà khi họ qua giải thích hay là họ dạy em muốn cho người ta hiểu được cái gì, họ mới dùng cái ngôn ngữ địa phương để lại người ta hiểu cái điều đó. Thành ra khi mình niệm Phật cũng vậy, mình niệm cái ân đức đó thì cái ân đức đó là gì, mình muốn cho người khác hiểu thì mình mới dạy dùng cái ngôn ngữ thông thường mình giải thích. Nhưng mà khi mình quán xét thì mình nên quán xét cái ngôn ngữ mà nó có chưa, nó có cái bây giờ là thực tính pháp. Còn nếu mà ngôn ngữ nó không có thực tính pháp, là ngôn ngữ đời thường thôi, thì làm sao mà nó có nó làm cho cái tâm mình nó gá vô để nó có thể nó an vui được, thấy không? Anh nên niệm là phải niệm ân đức Phật, ân đức pháp, ân đức tăng, ân đức Phật có bao nhiêu rồi phải học đàng hoàng, ân đức pháp bao nhiêu phải học đàng hoàng, bao nhiêu phải học đàng hoàng. Rồi mình học rồi, mỗi lần mình niệm mà niệm một một ân đức trước, cho khi nào nó hiểu rồi này kia sùm đó, rồi mình mới niệm ân đức thứ hai. Thì quý vị cứ tập thử thời gian để quan sát cái tâm mình đối với một cái đề mục nào, cái niệm nào khác mà quý vị niệm hằng ngày gì quen anh niệm, để coi cái nào cái tâm nó gá vô nó dính chặt nhiều hơn thì quý vị biết liền. Đó. Dù là người ta có thể tế nhiều câu để cho mình tụng ở lại,
Ví dụ mình muốn mình tụng mình không biết cái câu đó, tới cái câu là Nam Mô Tất Cả Phật Bá Tô này kim sùm, nó có nhiều cái chuyện để mình phải ấy. Thành ra thường thường á, khi mà người ta sẽ chế ra một số cái điều kiện mà cũng bằng tiếng Pali luôn, để khi nào mình lấy cái đó đó à. Ví dụ như bây giờ mình niệm cái tam quy đó, thì bên Thái đó nó muốn cho mình cái tâm mình nó không có đi ra khỏi cái lời mà niệm tam quy đó, thành ra nó mới thêm đầu thêm đuôi vô đó, đem đầu đuôi để cho khi mình niệm nó ra, để cho nó chậm vậy đó, để cho mình có khả năng mình nhớ lại những cái điều gì mà mình cần nhớ. Ví dụ như là Acha ta ghê ba nu bê tăng bùa thăng xà ra năng ga cha mi á, Acha ta ghê, từ bây giờ cho tới khi con bỏ cái cõi này, con xin nương nhờ nơi Đức Phật. Thì chỉ nhớ một câu thôi, nói nương nhờ nơi Đức Phật, nhưng mà trong đầu óc mình nó phải hiện được cái chữ gì, ví dụ chữ A-la-hăng hay là chữ Bút-thô hay là chữ Phá-ga-oa, này một chữ thôi, để mình quan sát cái nghĩa của cái chữ đó, tại sao Đức Phật được gọi là A-la-hăng được vậy, này kim sông, chứ không phải niệm Phật là tức là mô Phật mô Phật mô Phật, thì niệm hoài cũng như công thôi. Nam mô Bích Thà Giá. Dạ, sa thú đành thay, con thành kính tri ân Ngài đã trả lời cơ hội con là đi về đi đề, và con đã thấy vị đầy kính tri ân sư rồi. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo hữu đã cho câu hỏi. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Dạ, mời quý vị có thể đưa bàn tay lên và có thể có những câu chích chát, Nhật Quỳnh xin được phép đọc ạ. À. Dạ, kính mời quý vị ạ. À. Dạ, con thấy câu hỏi thứ hai của đạo hữu, con xin được đọc ạ. Kính thưa sư, có suy nghĩ cho rằng mình không cần phải học giáo lý nhiều, chỉ cần học những gì mà mình có thể thực hành được, còn những điều mình không hành được, không làm nổi thì không cần học, chỉ vô ích, tốn thời gian, vân vân. Đôi khi còn gây hại thêm, ví dụ học hiểu nhiều, dễ tăng ngã mạn, dễ bị sở ti chướng. Kính sư chỉ dạy. Nam mô Bích Tha giá, con kính dâng mít đến Ngài ạ. À. Nam mô Bổn Thầy, dạ kinh bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Dĩ nhiên nếu mà đúng nguyên tắc thì mình học vừa đủ để mình hành cái điều mình đang hành. Nhưng mình có biết mình cái điều nào là vừa đủ không? Mình nhớ chuyện đó. Tại sao có những vị nghe Đức Phật nói câu rất là ngắn mà đắt? Tại Đức Phật biết cái tiền kiếp của họ như thế nào, họ học bao nhiêu rồi, còn lười lại bao nhiêu cần học. Thành ra Ngài chỉ chỗ đó thôi, còn mình không gặp được cái người đó, thành ra mình học càng nhiều càng tốt, cái nào xài được xài, cái nào xài không được thì cứ bỏ qua bên, chứ có ở đâu nó giận phân, phải không đó. Bây giờ thí dụ như bây giờ vậy đi, mình thằng đời sống hàng ngày mình chỉ giữ ngũ giới thôi, nhưng mà nếu mình học để mình hiểu tám giới vẫn tốt hơn là mình chỉ hiểu ngũ giới, nên nhớ chuyện đó. Nghĩa là những cái điều mà nó quá cái giới hạn đó thì mình không nên thiệt, nhưng mà trong cái giới hạn mình học để mình hiểu đó thì nó phải nhiều hơn, chứ nó không thể nào bằng hoặc ít hơn được đó. Ví dụ như tại sao Đức Phật dạy 10 phương pháp tạo phước đó, nãy có người bốt lên rồi đó, thì mình coi anh biết gì, bố thí trì giới này kim sùm đó đó. Mình nhớ cái chuyện đó là tại sao mình học cả 10, nhưng mà khi mình làm đâu phải mình làm cả 10 đâu, nhưng mà mình biết để có những cái trường hợp đó mình nhờ cái hiểu biết đó nó mới giúp được mình, chứ còn nếu mình không có sự hiểu biết đó là mình đứng chỗ liền. Tại vì cái người mình nó học á, chúng ta thí dụ thường thường hai thủ đó, quý vị nghiên cứu bản đồ, nắm bản đồ trong tay vẫn đi lạc như thường, mình nhớ cái chuyện đó, tại vì có một số điều kiện quý vị bỏ qua, chứ không phải người nào nắm được bản đồ rồi cái là ngon, đi không lạc vẫn lạc như thường. Nó học học đàng hoàng, nắm bản đồ và đi vẫn lạc như thường đó. Còn mình nó là tại nhiều khi mình học có nhiều cái nó không có
học nó nhiều nhưng mà nó không thể áp dụng một cách rất là rõ ràng được, thành ra nó mới nhiều khi nó mình thấy là tại sao mà học nhiều là sở chi trước là bị chướng ngại. Chúng tôi thấy cái thí dụ về dễ hiểu nè, một ông kỹ sư ông chế ra xe, ông học rồi ông chế ra xe đi, nhưng mà ngày đó ông đi trên freeway cái xe chết máy giữa chừng, cái ông ngồi ông ngừng lại giữa là chỗ chết máy giữa giữa freeway, cái ông ngồi xe ông nhịp nhịp đùi để ông nghiên cứu gì máy nổ à, có gì nghĩ sao, hay là nhào xuống đẩy xe vô lề cái đã, thấy không? Nên nhiều khi ông nộp nhiều quá có những cái đấy, nhỏ nhỏ mình không có ứng dụng đúng thời đúng mức nó vẫn hại mình như thường đó. Thành ra cái sở học của mình á, chúng tôi nói vậy là cái sở học mình á, giống như là mình học trong trường đại học cái đó, mình học đinh cái kèo cột đồ này kia phải làm sao mình học vậy, nhưng khi mình ra trường á mình làm không được vậy đó. Tại sao? Tại vì mình phải đi xuống Home Depot để mình mua những cái đó, mua đinh như thế nào, kèo gỗ thế nào rồi mới ráp lại đó. Nhưng mình đừng tưởng đâu mình học trong đó mình học không biết hết là mình ra mình có mình ngon lành có nhà ở à phải không? Muốn có nhà ở là phải đi mua đồ ráp lại đó. Không có gì đó, nhưng mà thường mình không có chịu để ý những cái tiếng nhỏ nhỏ vậy đó, thành ra nhiều khi nó không được. Thành ra ở đây đó quý vị để ý coi, nó bắt quý vị học cái gì không biết nhưng mà phải có thời gian thực hành hết đó. Thực hành để làm gì? Để bổ túc những cái điều còn khiếm khuyết và để làm cho đầy đủ những cái điều mà mình dư mà mình không biết xài như thế nào. Anh nhớ chuyện đó. Đó. Chứ đâu phải mình học xong cái mình ra mình trở thành một vị bác sĩ lỗi lạc hay là một vị kỹ sư lỗi lạc đâu. Đó. Thành ra cái giáo lý học nhiều không học nhiều đó. Mình nên nhớ là mình nên học nhiều là tại lý do tại sao? Lý do là mình không biết mình là ai mà mình cũng không gặp được cái người biết mình là ai. Thành ra mình cần phải học nhiều để mình tự tìm lấy con đường để mình đi, nó vẫn tốt hơn là mình học vừa đủ. Đó. Khi học vừa đủ rồi nếu mà cần thêm một vài cái nữa để được cái này được kia mình không có. Đấy không? Còn nếu còn mình học có mà để mình tăng trưởng ngã mạn hay là để cái này cái nọ đó là lỗi tại mình chứ không phải là tội lại pháp học đó. Đó. Lỗi tại mình chứ không phải lỗi tại pháp học, mà nhớ chuyện đó. Thành ra theo chúng tôi là nghĩa là đại khái bây giờ đó mình muốn học để mình làm gì đó, ví dụ người ta bây giờ nó nhiều người học ta thành Tam Tạng Pháp Sư đó, mình không cần cái đó đâu, mình học chỉ cần khoảng một hoặc khoảng ba cái phần đó được rồi thì mình có thể mình thành được đó, thì mình nên khoảng đó hoặc hơn chút thôi, trừ phi mình có thì giờ không giống như mấy ông sư thì muốn học càng nhiều càng tốt, học để giữ lại cái lời dạy của Đức Phật, tức là để mà bảo trì cái lời dạy Đức Phật thì chuyện đó không có gì thắc mắc hết đó. Nhưng còn nếu mình ít thì giờ mình phải đi làm này nọ mình cần thì mình cũng phải học hơi nhiều hơn cái điều mình đang cần để cho mình đừng có trở ngại trong những cái dục mà nhiều khi mình đi rồi nó bị trục trặc này nọ ông chồng á, mình đâu có không đâu mà tìm mà này tờ tìm này nó hỏi, nếu mà nó nằm sẵn trong đầu mình vẫn có lợi hơn nhiều. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa thú lành thay, con thấy đạo hữu đã tri ân ngài và con chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân ngài đã giảng giải câu hỏi của đạo hữu và cảm ơn Hoa Nguyệt Trang Nhật Quỳnh biết được tín hiệu và cũng kính cảm ơn câu hỏi của vị đạo hữu này. Dạ, rất là tri ân. Dạ, con xin được phát cái câu hỏi của cô tu nữ Tị Duyên ạ. Bạch ngài, trong bát chánh đạo giới định tuệ có khác với giới định tuệ trong thanh tịnh đạo không? Con kính dâng mít đến ngài Nam Mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tôn miền dạ kính thưa chư quý vị, nên nhớ cái tên đó thì không có gì khác nhưng cái năng lực nó khác. Quý vị nên nhớ đó, tại sao Đức Phật nói có ba đoạn đầu giữa đoạn cuối, chúng tôi không có nói
cái rằng bà chúng tôi nói là có giới, có định, có tuệ, mình làm sao để giới định tuệ nó tốt tốt hơn, và làm sao để giới định tuệ tốt nhất, mình vẫn có ba như thường. Thì giới định tuệ trong Bát Thánh Đạo, nếu mà đối với người bình thường mình vẫn hành những cái đó, nhưng mà để được sanh về cõi an vui dục giới mà thôi. Thì cũng giới định tuệ vậy, nhưng mình làm thêm nó có năng lực thì mình được sanh lên cõi thiền, có thiền. Nhưng mà nếu cái giới định tuệ đó mình làm cho nó tốt nhất thì mình đi ra khỏi luân hồi, tức là giới định tuệ của cái pháp siêu thế. Thì trong Thanh Tịnh Đạo cũng chỉ giải thích như vậy thôi, nhưng mà giải thích là tùy theo cái cá nhân nó đọc, đọc để mình hiểu bậc thấp, đọc để hiểu bậc trung, hay là đọc để hiểu bậc thượng, đó là do tùy mỗi người. Ví dụ như mình từ xưa giờ là mình ít có thời gian để giao duyên với giáo pháp Đức Phật, thì mình cũng học giới định tuệ, nhưng mà ở trong cái phương diện để sanh lại những cõi an vui của dục giới mà thôi. Nhưng mà nếu mình có khả năng hơn thì mình để sanh cõi lên, mà nếu mình có khả năng nữa thì làm cho nó tốt nhất thì đi ra ngoài. Thành ra mình có ba chuyện để làm: giới định tuệ tốt, giới định tuệ tốt hơn, và giới định tuệ tốt nhất đó. Thì mình coi trong Thanh Tịnh Đạo thì nó ở cõi nào thì cũng vậy thôi, nhưng mà tùy theo cái cách mà diễn giải thì mình phải biết để mình học, học để tốt, tốt hơn hoặc tốt nhất, không có gì đó. Mà rõ ràng là trong ngay cái ngày đầu tiên mà ông sư cũng học với Đức Phật cũng dạy rồi: à thí sĩ lá, à thí chỉ tà, thí banh nha chỉ khả, là vậy đó. Ngài nói có ba chuyện thôi à, tức cũng giới định tuệ thấp, giới định tuệ bậc trung, giới định tuệ bậc thượng. Bậc thấp là phải học để được rời khỏi thầy tế độ, thầy nương nhờ. Bậc trung là mình có thể mình hành và dạy thêm người khác, là bậc thượng là mình đi ra khỏi cái luân hồi này. Nam mô Bổn Sư Thích Cha Sa Thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài đã giảng dạy. Câu hỏi của cô tu nữ Tề Duyên. Dạ cô ơi, cô đã vừa ý với câu trả lời của ngài chưa? Có hiểu được chưa? Hay là cô muốn hỏi thêm không cô? Dạ cảm ơn Hoa Nguyệt. Dạ cô tu nữ Tề Duyên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, con thấy cô tu nữ Tề Duyên đã sa thú rồi. Dạ, vậy là cô đã tri ân ngài. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Phật. Dạ Nhật Quỳnh kính mời quý vị, còn có mười mấy phút nữa thôi quý vị, cho vài câu hỏi đi để cho đạo tràng sôi động lên giờ chót đi quý vị. Dạ để tuần sau ngài vào ngài giảng tiếp, chứ để Nhật Quỳnh hỏi hoài ngài chán quá, ngài không có thèm vào nữa. Dạ sa thú kính cảm ơn câu hỏi của La Vi Đề. Dạ con xin được đặt câu hỏi này ạ. À. Kính thưa sư, thông thường lúc cận tử, đa số mọi người đều phải bị đau đớn, cái thân, khó thở vân vân trước khi chết. Mà điều này sẽ rất dễ gây ra tâm sân, tâm bất thiện. Như vậy, một người để tránh sự đau đớn đó, họ áp dụng phương pháp chết nhẹ nhàng bằng cách chích thuốc để ra đi. Nhẹ nhàng không có tâm sân, thì lợi hại như thế nào? Theo quan điểm Phật pháp, mẹ con kính nhân mít đến ngài Nam Mô Bích Tha giá. Nam mô Bổn Sư Thích Phật, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Quý vị nên nhớ đó, mình không hiểu tâm sân, nói vậy là không hiểu tâm sân. Sân tật lẫn hối nó có bốn chuyện, mình nói hơn chuyện gì vẫn là tâm sân như thường. Mình nhớ là những cái món hàng hay là cái món vật của mình cất đâu đó, mình nhớ cho nó vẫn là sân như thường, chứ không phải là tham thiết gì lúc đó. Thành ra tâm sân nó có bốn cái ý nghĩa là sân tật lẫn hối đó. Thì bây giờ khi cái thân mình đau đớn, cái đau đớn khó chịu nó là tâm sân rồi, mà khi mình chích thuốc để mình muốn đi nhẹ nhàng, cái chuyện đó nó vẫn còn nằm trong tâm sân, chứ không phải nó đi ra khỏi tâm sân bao giờ. Bởi vì mình muốn được
cái sự an vui, nhưng mà không có gì bảo đảm cái đó là sự an vui cả. Thật ra khi mình chích thuốc rồi đó, mình không có khả năng recall một số cái điều kiện tốt cho mình. Mình nhớ cái đó là quan trọng. Chẳng thà mình đau mình dựa vào cái là cái thọ khổ của mình, cái đau đó, để mình nhớ lại những cái bài học về Phật pháp đó, để cho cái tâm mình đó lúc đó là nó có thể là nó có một cái phản ứng mới, dầu là cái thân nó đau nhưng cái tâm có thể là nó không có dính vô cái đau hay là không bị cái đau hoành hành, thì cơ hội đi lên vẫn còn. Còn khi mà mình chích thuốc rồi đó, không còn cái đường nào mà mình lựa chọn được, mà phải đi theo cái nghiệp của mình thôi, tức là nghiệp cận tử của mình đó. Nghiệp đó là nghiệp gì là mình phải đi theo thôi. Thành ra đa số những cái vị mà sư, đa số vị sư ở Thái, ở Miến Điện, ở Tích Lan rồi đó, họ vô bệnh viện không bao giờ họ để cho chích thuốc hết đó. Giờ là họ biết họ chết nhưng họ không có cho chích thuốc, bởi chích thuốc rồi lúc đó là cái lậu cận tử nó có ác pháp, là ác pháp chứ không thể nào mình recall được cái gì đó. Còn nếu mình để bình tĩnh đó, nếu mình recall cái gì, nhớ lại thiện pháp đã làm, nhớ cái này, hay là ít nhất là lúc đó mình đem cái tâm về lỗ mũi đi, nếu mình từng qua quán về thì thở, thì để dùng cái tâm đó thở, dầu rằng cái thân nó đau nhưng cái tâm nó không đau của thân, cái đó mới là. Còn khi nào mà mình không có khả năng mà để cái tâm nó bị sân nó chi phối đó, mà mình có chế thuốc rồi nữa thì cái sân nó vẫn còn đó chứ nó không đi đâu cả, nên nhớ chuyện đó. Bởi vì cái lậu cận tử là những cái điều kiện đó nó phát sinh do nghiệp, cái nghiệp mình xấu là nhưng mình đau đớn mình không có biết cách đối trị đó, thì mình chắc chắn là không thoát khỏi cái chảo của diêm vương. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ sa thú, con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Con thấy là vì đây có thêm một câu hỏi. Dạ thưa sư, đối với người không có học hiểu Phật pháp, họ chọn cách chích thuốc có tốt hơn để phải chết trong sự đau đớn quằn quại của thân hay không thưa sư? Dạ con kính nhân minh đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy, giá kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Mình muốn chết an vui nhưng mà cái cảnh giới mình không có xía vô được thì cái đó không phải là cái điều hay đâu. Nên mình nhớ chuyện đó, bởi vì không có chắc gì mình đi lên cả, khi mà mình bị cái nghiệp xấu nó theo nó mới làm cho mình có những cái trường hợp như vậy. Nhớ chuyện đó, có những trường hợp là đau đớn trong cái lúc gần cận tử, nhưng mà thay vì mình để cái lúc đó mình quan sát những cái đó, dầu rằng mình không học hiểu nhiều pháp nhưng ít nhất mình cũng có thể dùng cái những cái điều kiện mà hiện tại đó để làm với cái tâm mà nó không có bị cái thuốc mê hay là thuốc chích vô nó làm cho mà không có khả năng suy nghĩ đó, nó vẫn tốt hơn cái đó. Đó vẫn tốt hơn, bởi vì cái đó là cái mình vẫn còn được cái sự bình tĩnh, dù rằng mình không hiểu Phật pháp nữa đó, mình vẫn còn bình tĩnh, mà không có hiểu Phật pháp không hiểu ít nhất cũng vẫn còn bình tĩnh để niệm được cái tên của cái vị sư hay cái gì, hay là cái gì Phật nào từ xưa giờ mình hay niệm, cũng cũng vẫn còn tốt hơn là mình mê man. Bởi chích thuốc vô là mê man, thật sự ra mình nó chích thuốc vô nó không đau nhưng vẫn đau thường, cơ thể này nó vẫn đau như thường. Bởi vì nó nhớ chuyện đó, chích thuốc nó cái sự mà chích thuốc vô là nó chỉ làm cho cái sắc thần kinh đó, nó cái sắc thần kinh của mình đó nó không có còn nhạy bén trong cái sự nhận biết những cái đó, nhưng mà nó vẫn còn biết chứ không phải là không biết. Bởi vì nó nhớ đó, không thể nào là không biết được đó. Những người bị chụp thuốc mê chụp gì đều biết, còn biết hết đó, bởi lộ trình tâm nó vẫn còn là hoạt động, làm sao nó không biết được. Nhưng mà điều cái sắc mà nó xúc vô cái thọ đó, nó không còn nhiều năng lực để nó làm cho mình giống như hồi xưa. Thành ra cái lúc đó mình chết còn nguy hiểm hơn là mình chết vì mình còn 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 còn, còn trí nhớ, nhớ gì đó. Thường là cái đời mình không học hết đó, nhưng mà nhất là cái người già già vẫn hay dạy tôi niệm nào niệm bà nào đó cũng được không sao, nhưng mà nhất là giúp cho mình
cái tâm của mình nó cũng biết chút chút, chứ còn nếu còn không mà mình chết vô là không biết gì hết. Mà không biết gì hết không có nghĩa là cái tâm nó không còn hoạt động, nó vẫn hoạt động như thường, quý vị nên nhớ vậy đó. Nghe hoạt động cỡ nào rồi ấy, bởi vì có nhiều người chích thuốc mê mà chưa đủ đô đó quý vị, để họ tỉnh là họ vẫn biết họ đau như thường, đau trong lúc đó mà nói gì không được, bởi vì sắc thần kinh yếu quá, nó không thể giúp cơ thể hoạt động những cái chuyện đó được. Chứ đừng có tưởng là không biết, vẫn biết như thường, chụp thuốc mê vẫn biết như thường, chứ không thể nào nói là không biết nữa đó. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con thấy đạo hữu La Vi Đê đã kính tri ân sư và chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân ngài và cảm ơn câu hỏi của La Vi Đê. Và con cũng cũng con cũng có cái suy nghĩ giống như câu hỏi của La Vi Đê và chắc lên. Và con cứ nghĩ và rằng con nghĩ khi mà mình đau quá thì mình sẽ chịu không nổi. Thì mình uống thuốc giảm đau chẳng cho nó bớt đau, chứ còn cái thuốc giảm đau và cái thuốc mê nó có khác nhau không bạch ngài, nó có làm cái tâm mình nó có đổi khác đi không? Dạ con kính nhân bích đến ngài, ngài chỉ dạy giùm con nên phải nên như thế nào, chứ nếu mà đau trong lúc mình đau quá mà mình không có biết Phật pháp pháp mà mình cũng chưa từng niệm Phật cái câu nào của trong Phật pháp hết á, thì làm sao để mà mình nghĩ tới một đức Phật hoặc một cái gì tốt đẹp bên ngài. Con kính nhân bích đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự đó đó, cái cơ thể mà nó bị thuốc vô rồi đó, xin thưa quý vị, nó vẫn còn hoạt động như thường, chứ làm sao nó không hoạt động được. Nhưng mà cái thuốc mê hay là cái thuốc nó chích vô đó, nó làm cho cái sự hoạt động của các sắc thần kinh đó nó yếu lại, nó chậm lại thôi, chứ làm sao mà không biết được. Biết như thường hay sao không biết, nó vẫn hoạt động như thường. Mà khi mà mình thật sự mình biết không biết đó, nên nhớ lúc đó cũng có thân nhân bên, thân nhân họ nói gì mình ráo gắng mình dựa vào cái lời nói đó để mình biết mình không có cái tâm nó không có mất năng lực, thì nó vẫn còn tốt hơn. Chứ còn nếu mình để nó chết thuốc vô là cái tâm nó mất năng lực mà mình không có biết, nhưng nó mình nó không biết, mà tại vì cái mắt tai mũi lưỡi thân mình nó không nhận được đối tượng được. Nhưng mà cái trong cái lộ thân, cái lộ ý nó vẫn biết như thường, sao không biết, vẫn biết như thường, mà nó biết trong cái mà người ta không thể hiểu được cái người nằm đó, nhưng mà người nằm đó phải tự biết, chứ không thể nào không biết đó. Nếu đâu làm sao mình nói chụp thuốc mê hay là chích thuốc tê vô là nó không còn biết vậy, sao không biết. Quý vị không tin người nào từng bị chụp, từng bị mổ à. Chúng tôi chưa có lần đó, hồi chúng tôi bị hình như cái lỗ mũi á, rồi cái máy đi đốt thì nó gắn đủ thứ, nó đòi ấy vô, chúng tôi không chịu, chúng tôi nói tao đau tao chịu, mày cứ làm vậy đi. Mà nó đã lắm quý vị, nó châm vô cái nghe cái xèo cái thôn cháy cháy thịt thịt cháy giống như thôn giống như nướng à. Nhưng mà tới chừng làm xong rồi lúc đó mới bắt đầu thấm thía mới đau, bởi vì mình cứ nghĩ mà lỡ có gì mà nó trục trặc cái là mình đi cái lúc mà cái niệm mình yếu quá là mình chết luôn, nó không cho nó làm. Nó không có đau đâu quý vị, nên nhớ chuyện đó. Thì bởi vì vẫn ấy như thường chứ không ấy đâu, nghĩa là nó làm cái thuốc bây giờ nó hay hơn hồi xưa đó, là nó chỉ làm cho cái vùng đó đó, cái thần kinh cái vùng đó đó nó mất năng lực thôi. Cái vùng nào mình nó muốn á, ví dụ như giờ mình là cưa chân đi, thì cái chỗ đó đó nó chích thuốc cái vô chỗ đó, để chỗ đó đó thần kinh chỗ đó nó mất năng lực, thành ra nó không có bị xúc bởi những cái cảnh bên ngoài vô tiếp xúc mà thôi, vẫn làm sao không biết được, vẫn biết như thường. Vẫn biết như thường. Mà khi mà biết như vậy đó quý vị biết là nó cái tâm mình nó lo sợ khủng khiếp lắm, chứ không phải không đâu. Anh cho để đi tự nhiên đi, chúng tôi nghĩ vẫn tốt hơn.
Còn quý vị chịu không nổi thì chuyện của quý vị, nhưng mà cái chuyện mà mình đi mà không có niệm chứ đi có niệm thì chúng tôi khuyên là không nên để cho nó làm gì đó, bởi làm nó còn nguy hiểm hơn nhiều. Nam mô Bích Thà giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư cần sinh nam và sinh nữ trong đạo tràng, tất cả phước báo nào phát sanh do pháp thoại trong ngày hôm nay xin hãy là mỗi duyên lành để tất cả chư tôn hiền giả cùng cần sinh nam và sinh nữ trong đạo tràng có cơ hội để chấm dứt các áp pháp ngủ ngầm nơi tâm. Nam mô Bích Thà giá, nam mô Thầm Mà giá, nam mô Sẵn Khai giá, nam mô Rất Tăng Tất Giá Xà. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tông đã từ bi hoan hỷ giảng giải những câu hỏi trong đạo tràng của chúng con, để chúng con tiến gần lời dạy của Đức Thế Tôn, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài, và do phước báo mà chúng con đã trong sạch tạo được trong buổi học ngày hôm nay, chúng con thành kính dâng đến quý ngài, nhất là ngài Liễu Tông, mong rằng quý ngài được an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bích Thà giá. Và Nhật Quỳnh cũng kính cảm ơn tất cả quý anh chị em đạo hữu đã cho những câu hỏi và hỗ trợ đạo tràng trong lúc ngài Liễu Tông thuyết giảng. Và con cung thỉnh đại đức Pháp Trang từ bi phúc chúc cho đạo tràng chúng con toàn đủ phước báo sau khi con sám hối ạ. Và đại đức Pháp Trang có nghe được âm thanh con, xin cho con một tín hiệu ạ. Nam mô Bích Tha giá. Dạ. Kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Uột tà măng ghê nà quảnh đê hăng ba đà phạm xâm và ruột tà măng uột thể vô cà lì tổ đô sơ bụt thô khả mà tù tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu là vi trần dĩ chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh, ca tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uột tà măng ghê quảnh đê hăng tâm anh chết đức quyền và răng thầm mê vô kha li tô đổ sâu thầm mô kha ma tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uột tà măng ghê na quạnh đê hăng sẵn khanh chạy được vị thoát tà măng sẵn khê vô kha li tô đô sâu sẵn khô cầm mặt tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Pháp Trang từ bi phúc chúc cho đạo tràng chúng con. Dạ, Nam mô Bụt Tha giá, con kính nhân mít đến sư. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Chúng con xin hành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Con xin hành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng đang hiện trong đạo tràng. Mình biết có ngày chư đức không biết rồi. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ ngày ngày chư đức. Tại con không thấy. Dạ, thân chào quý tu nữ và toàn thể cho Phật tử. Và giờ đây chúng con xin được phép đại diện ngài Chí Đức cũng như cho tôn đức tăng để phúc chúc đến toàn thể đạo tràng cho Phật tử. Nam mô Bích Thà giá.